cái sự gọi là biến đổi rất nhiều, và tụi em ở trong ngành thì là tụi em thấy được cái sự rạn bỏng của nền kinh tế thầy, thành ra là tụi em có rất nhiều cái bất an và bất ổn trong ngành nữa. Nhưng mà từ khi em nghe được những cái kiến thức của nội tâm của thầy á, thì bản thân của em giống như là an vui trước tất cả những cái sự sự việc và những cái sự vật. Và một lần nữa thì em chỉ có nghe và em đến đó, nhưng mà một cơ duyên nào đó thì là chị Thương Trình nói với em là về cái khóa học là mentor. Nhưng mà lúc đó thì em bản thân em thấy là chị ơi, bây giờ em đang làm trong ngân hàng thì thực sự không biết là nó cảnh thời gian không, tại vì hai 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 con của em còn nhỏ, là một bé mới 5 tuổi và một bé 7 tuổi, thì buổi sáng em cũng lo cho các cháu và buổi trưa các cháu là ở gần nhà thì các cháu không có nội trú á, thì em cũng về, và tối thì em cũng đi làm về 7 giờ, thì thành ra em cũng sợ là cái thời gian mà mình cân đối giữa công việc và gia đình thì chưa gọi là vẫn là con được, vẫn con chưa thì giải thoát được á. Thế nhưng mà em vẫn mạnh dạn, em vẫn đăng ký vào phỏng vấn của mentor 05, và khi em gặp cô Thu Sương thì cô cũng nói là thực sự là cô vẫn thấy là sức học tập của em rất tốt, nhưng mà những cái kiến thức của em là em chưa có gì hết. Mà thực sự thầy lúc đó là chị Hương Trần có gửi cho em về những về khóa học tư duy của cô Hoàng Anh, nhưng mà em nghe xong rồi em cũng không không có hiểu gì hết. Và đến khi em biết được là quýt của mình có khóa học về tài chính thì em lại tự động em xin, và vừa rồi thì em tham gia và em học được khóa K12 của cô Hoàng Anh. Và khi học xong khóa tài chính của cô Hoàng Anh á, thì em lại cảm thấy là em hiểu được hết tất cả, và em quay lại em đăng ký lại học khóa nội tâm là K28 này. Và một lần nữa thì khi mà em đến với khóa tài chính của cô Hoàng Anh á, thì em nhìn thấy được cái đích đến của mình, em nhìn rõ được cái con đường của mình ở ở trong cùng với ngôi nhà quýt. Tại vì hồi xưa em học về nội tâm á, em nghe của thầy á, thì em nghĩ tại vì mình không có mong muốn là trở thành một chuyên gia tư vấn nội tâm, tại vì thực sự là em nghĩ nội tâm là một cái gì đó nó rất là sâu sắc và sâu chứa mình. Khi mà mình giống như em không em cảm giác là em không đủ lực để em trở thành một chuyên gia để em khai thác cái lĩnh vực này, nhưng mà thực sự là nhờ biết ơn cô Hoàng Anh mà em thấy được là mình có thể là trở thành một chuyên gia trong tài chính, nhưng mà mình cũng phải hiểu rõ được là các cái nội tâm. Thì lúc đó em thấy được con đường của mình là rõ hơn. Thành ra là khi mà em quay lại học khóa nội tâm K28 này, thì bản thân của em học một cách rất là kiểu giống như em về tất cả kiến thức em học em nhớ được hơn đó thầy, tại vì bản thân của em có một cái lỗ hổng là những cái kiến thức em học của em có thể là nhớ được các ý, nhưng mà để em lưu lại hoặc là em nhớ được rồi chi tiết á thì em không còn nhớ được. Ví dụ như một bài nhạc mà em nghe có nhiều lần em biết được lời nhạc, em biết được cái âm nhạc, nhưng mà em hát lại là em hát không được. Thế nên là cái lý do đó cũng là cái lúc mà em phỏng vấn mentor năm á, là cô Sướng thấy là em không nhớ, em không biết gì hết luôn. Dạ thì em cũng chia sẻ về quá trình mà em đến với ngôi nhà quýt như vậy, và một bài học mà ngày hôm qua em nhận được về cấu trúc con người á thầy, là thực sự là em thấy rằng là đối với em á, khi mà em đối với người ngoài á thì em không có nhiều cái sự sân si hoặc hận thù hoặc là những cái ác kiến hoặc là những cái nghĩ gì cả hết, nhưng mà lại em lại thấy cái sự tham tưởng của em dành cho người thân trong gia đình mình nhiều hơn. Em suy nghĩ ngược lại thì đó là một bài học thực sự rất lớn của mình, tại vì có lẽ khi mà mình dành tình yêu thương cho người nhà và những người thân yêu của mình nhiều, mà mình vô tình dẫn cái sự tham tưởng của mình quá mức đó thầy, thành ra đôi khi mình lại có những cái sân si kiểu giống như là giận dữ hoặc cáu gắt, hoặc là có những cái lời nói không hay và không tốt về những người thân, và đặc biệt là những người thân yêu nhất của mình luôn á. Thì qua bài học này thì em cũng ngộ ra là mình đôi khi sự tham tưởng nó cũng tốt, nhưng mà mình cũng phải kiềm lại, chứ nếu như mà sự tham tưởng này đi vượt quá mức thì mình vô tình mình sẽ làm tổn thương đến người thân yêu của mình. Thì đó là bài học mà ngày hôm qua em nhận được và em ngộ ra.
Thì thực sự là em cũng có một nghi vấn là thực sự là em giống như là em chưa biết cách dạy con mình thật tốt đó thầy. Thành ra là qua bài học ngày hôm qua em cũng là muốn là em thấu suốt hơn về những kiến thức nội tâm của thầy, và mình có thể là trong quá trình đồng hành cùng con và có thể dạy con mình tốt hơn. Tại vì đôi lúc mình đi làm về á thầy, giống những cái lúc mà mình áp lực á, mình về nhà mình cũng muốn nhẹ nhàng với con, nhưng mà có những lúc mà mình nói con mình á, mình nói kiểu mình hay đôi khúc nặng lời với con á, mình cảm giác một lần mình nói xong là mình cũng chảy nước mắt, nhưng mà mình không kiềm lại được cái sự giận dữ đó thầy. Thành ra là em cũng có nghi vấn là làm cách nào để mình có thể là chuyển cái sự yêu thương của những người thân của mình để một cách là giống như là trọn vẹn hơn, để mình không phải là vướng mắc giữa công việc và gia đình nữa. Dạ em cảm ơn thầy và biết ơn cả nhà đã lắng nghe, và mong tất mọi người cả là chữa đừng em ạ. Dạ em xin tắt máy ạ. Về đợt rồi phỏng vấn chưa vô được mentor hả? Dạ cô Sương có hỏi em về những cái một số khái niệm cơ bản của trong khóa nội tâm, nhưng mà thực sự là em không nhớ gì hết, tại vì thực sự bản tính cách của em nó trước giờ như vậy. Em một khi mà em cả cái câu chuyện của khách hàng về em nghe xong là em không có để tâm, em chỉ biết rằng khách hàng nói như vậy và em nghe như vậy và em hiểu như vậy, em cũng không có giống như lưu lưu tâm lưu nhớ lại trong cái trong trí nhớ của mình á. Và bây giờ cũng những cái mà về tuổi thơ ấu của em á, hay về tuổi mà thời trẻ con của em á, mọi người nhớ, nhưng mà em thực sự em không nhớ gì những cái đó, về những cái kỷ niệm hay những khoảnh khắc của tuổi thơ mà em cũng không nhớ luôn. Thế nên là khi phỏng vấn khóa vừa rồi thì cô Sương có nói là khóa những cái khóa học nội tâm sắp tới thì em nhúng mình vào nhiều hơn để em nhớ kiến thức, thì mới mới có thể là cô có thể là xem xét để cho mình phỏng vấn tiếp khóa 6 thôi. Dạ. Thôi. Bye bye. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ em biết ơn thầy và em biết ơn cả nhà. Dạ. Dạ. Xin chào Đỗ Huyền Trân. Dạ em chào thầy và cả nhà. Thầy có nghe rõ không thầy? Nghe. Dạ. Em trân trọng biết ơn nhân mạch của em là anh Thái Văn Minh và cô Bích Lan ở With Family. Dạ bài học tâm đắc ngộ ra của em ngày hôm qua đó chính là sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Dạ em biết ơn cái tri thức tuyệt quý này là giúp em để có một cái mà bám trụ vào để giúp cho em là an vui hơn, vui vẻ hơn và làm việc gì cũng đơn giản nhẹ nhàng hơn. Nghe lời thầy thì em đã học trọn vẹn khóa 27, và cái khóa 27 kết thúc xong á thì em giống như là một con người mới. Bản thân em thì không bao giờ mà thích xuất hiện trước đám đông, và đây cũng là lần đầu tiên mà giống như là đã xóa bỏ được phần nào 6 cái hạn chế tự nhận thức bản thân. Hôm nay em muốn xung phong phát biểu để nói một lời tri ân đến thầy và cả nhà. Dạ em rất là em muốn hỏi thầy là sao cứ mỗi lần mà em nghe tới cấu trúc con người là em ngủ không được thầy, mà cảm giác nó vui vui, nó lạ lắm thầy, em không hiểu được. Rồi em cứ thức thâu đêm suốt sáng, rồi cái sáng là em nói chuyện nguyên thiên giống như thầy mà giảng về cấu trúc con người vậy đó, và qua một ngày đó xong rồi em mới lại bình thường được. Dạ em muốn hỏi thầy như vậy. Dạ Không biết dạ ngày xưa giờ có đi môi trường đồ này kia mẫn mẫn cảm với cái môi trường không? dạ Mẫn cảm với môi trường vô hình đó, thế lực vô hình đó. dạ nói chung là có cái gì khác biệt là em cảm nhận được. dạ Thì nó hơi bị âm chút á, dạ cái khi nhập cái cấu trúc con người vô loạn chút xíu, dạ dương dạ nó loạn tí nên kiên trì học.
vẽ cấu trúc con người 200-300 lần đi. Dạ, em cũng nghe cô Bích Lan lúc mà thấu suốt sách Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời á, em cũng có nghe lời cô, thì em cũng có vẽ cấu trúc con người, thì vẽ của em cũng ổn, nhưng mà cứ nhắc tới cấu trúc con người là em kiểu như thao thức vui vui trong người vậy thôi, rồi hết rồi thì thôi, thì giờ em cũng thấy em ổn lại. Nhưng mà em được cái là giống như là em học, nhưng mà được cái là cả nhà em chuyển hóa, cho nên là em rất là biết ơn tri thức tuyệt quý này và rất là biết ơn thầy. Dạ, em cảm ơn thầy và cả nhà đã lắng nghe. Ừ, từ từ ổn thôi gì. Dạ. Ừ. Nó dương lên cái là thích lắm. Trò này thay đổi cuộc sống lớn. Xin mời anh Tuấn. Tuấn. Dạ em chào thầy. Hello anh. Dạ em cảm ơn thầy, em biết ơn thầy và nhân mạch của em là bà xã em Đặng Trang Nhung. Dạ thì bài học Tâm Đắc Ngộ Ra của em á, thì có đặc biệt là em học lớp chủ yếu là em mong để em tin thầy và em đem biết. Cái thứ hai là em chuyển hóa, thì không những chuyển hóa một mình em mà chuyển hóa cả gia đình em, thì gần đây nhất là chuyển hóa luôn cả hai hai con của em và chuyển hóa luôn cả em. Em cũng giống như chị vừa chia sẻ là em không có nhiều lúc á, con nó không có như ý thì là do tham tưởng của mình. Thì hôm qua hôm kia gì đó là em học xong em cũng áp dụng được, thì hai cha con hoan hỷ với nhau và con cũng tự giác hơn, con cũng biết vẽ rõ hình ảnh trong con là học tập như thế nào, và đặc biệt là bé nhỏ thì bé nhỏ cũng ngoan hơn. Thì mình dùng yêu thương để mình phá bỏ cái bọc của mình đó thầy. Thì em bé không, em không cần phải ru nữa, chỉ cần nói thôi là con ngủ, có mấy ngày thôi mà nó diệu kỳ lắm thầy, là con ngủ ngoan hơn, ngoan hơn, khỏe mạnh hơn. Mình chỉ cần mình có cái cấu trúc con người á, thì nói chung em không có, chưa diễn tả được hết, nhưng mà em cảm nhận là em được chuyển hóa được nhiều. Thì em rất là biết ơn khóa học của thầy, em cũng hơi xúc động, em cảm ơn thầy nhiều. Con bữa nay hết lắc 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 đúng không? Dạ hết rồi thầy, hết hẳn luôn, bây giờ chỉ có tự, sau hôm đó là tự ngủ thầy ơi, không cần ẵm nữa, cứ thả xuống là tự ngủ. Ừ, chứ ông đi lắc người ta mà người ta làm cho người ta loạn cái đầu người ta. Dạ Ừ, để yên cho người ta ngủ, người ta tự ngủ. dạ thì Nhiều người hôm không biết á, con còn nhỏ quá mà cứ quơ lắc á, cái nó bong cái não. dạ thì sau khi em học xong á, cấu trúc ngày hôm qua, thì em phát nguyện là em sẽ học nội tâm cho tới khi nào em học được mentor, cho dù có thực phẩm bán đậu hay không thì em sẽ học cho tới cùng, em học cho tới khi nào em học cho tới mentor luôn thầy, và nguyện vọng của em là sẽ phụng sự quýt. Dạ em biết ơn thầy và biết ơn tổ chức. Đi gờ ngành. Để cho nó yên, nó ngủ tốt. Trừ khi trước khi ngủ mà quấy gối quá thì mình coi lại canxi của con. Con mà thiếu hụt canxi thì nó cũng khó chịu trước ngủ. Dạ Còn đầy đủ là con sẽ ngủ. dạ Còn bé một con ngủ, dạ bé một là ngủ, hai là thức thức để học cùng cùng bố á, xong rồi vừa kết thúc lớp học tắt dung một cái là nó ngủ này. đúng. dạ Dạ. dạ em biết ơn thầy, em cảm ơn năng lượng tụ chúng của mọi người, em cảm ơn rất nhiều ạ. Xin mời Phụng Vũ ạ. Em chào thầy có nghe rõ em nói không? Rõ. Có cái tai nghe đẹp cái gì? em cảm ơn. Đeo vô lỗ tai thấy chuyên nghiệp quá em. Vâng. Em là Phụng ạ, em ở Hà Nội. Em rất là biết ơn nhân mạch của em là bạn người yêu em với cả gia đình của bạn là cũng chuyển hóa, xong em cũng được nghe mọi người nói nhiều nên là em cũng rất là có phước báu để được tự học Được. ở trong bít ạ. Ép vô đây hay dụ dỗ vô hay là kêu gọi vô hay là kiểu như sao?
Không ạ, tại vì em nghe mọi người cứ nghe mọi người bật ở trong nhà ấy, nên là thấy hay. Xong rồi dạo này bạn cũng học nên là hai bạn rủ nhau học chung luôn. Từ K27 đến K28. Thích quá. Dạ vâng ạ. À, em có chia sẻ về bài học bài học dâm đãng ngụ gia. Xong buổi hôm qua thì thầy có nói về ba lớp tâm tánh tình ấy ạ. Thì em có một người bạn, trước đây thì bạn gặp khá là nhiều vấn nạn, nên là bạn cũng hay chia sẻ với mình, nhưng mà các cái vấn nạn của bạn nó đôi khi là nó cũng theo chiều hướng âm ấy ạ. Nên là lúc đầu em không biết, em cứ dùng lớp tánh để kiểu phân tích phân biệt cho bạn hiểu, nên là đôi khi mình cũng không làm chủ được cái trạng thái cân bằng nội tâm của mình. Nhưng mà sau hôm qua thì em có hiểu ra là mình nên dùng sự bao dung và cái tâm đón nhận những cái câu chuyện của bạn, thì sẽ giúp cho bạn cảm thấy là được lắng nghe hơn ạ. Có ứng dụng chưa? Cũng có ứng dụng một chút, là cũng bao dung cho bạn hơn, cũng lắng nghe bạn nhiều hơn, không còn quá là phân tích cho bạn hiểu vấn đề. Hay là em cũng có mời bạn vào để nghe một số file ghi âm của thế, nhưng mà cũng chưa đủ duyên nên là bạn cũng chưa nghe. Nhiều khi không hợp á, vô đầu óc đã rối quá, nghe không hiểu. Vâng. Tại vì mục tiêu mình nói từng bước nhân duyên quả, thường những người đó họ ham thích cái cách xử lý vấn đề liền, thường không giải quyết được. Vâng. Ừ. Dạ, em xin hết ạ. Vậy đó ha. Vâng ạ. Ừ. Em xin tắt mic ạ. Ừ. Em cảm ơn cả nhà lắng nghe em. Mời anh Trương Văn Khoa. Dạ, Khoa chào thầy ạ, và chào tất cả các anh chị trong lớp của mình ạ. Và lời đầu tiên Khoa xin gửi lời biết ơn đến nhân mạch của Khoa là anh Nguyễn Thanh Cần. Hiện tại anh đang đang học mà Mentor 5 ạ. Thì Tết vừa rồi thì anh Cần có nhắn cho Khoa là Tết năm nay thấy Khoa có vẻ có thời gian, thành ra là anh gửi cho Khoa cái bộ audio. Bộ này rất là hay, thành ra Khoa hãy nghe và chiêm nghiệm. Thì Tết vừa rồi thì Khoa cũng khoảng mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì Khoa bắt đầu nghe những cái bài. Và khi nghe tới cái bài về cấu trúc con người thì thật sự là Khoa thấy được những cái tri thức này nó quá quý giá. Và Khoa bắt đầu dành gần như toàn bộ thời gian của mình để mà nghe liên tục 21 bài. Và Khoa nghe xong một lần thì bắt đầu Khoa nghe tiếp lại một lần thứ hai. Và Khoa thấy là cái tri thức này phải nói là nó rất là quý giá cho cái công việc hiện tại của Khoa đang làm. Tại vì nó giống như là nó bổ sung một cái phần mà mình còn đang đang thiếu về một cái nền tảng về nội tâm rất là lớn. Xin chia sẻ với lại thầy với lại cả nhà là khoảng 7 năm trước thì Khoa cũng bắt đầu tìm hiểu về nội tâm và cũng có đi học về thiền. Thì lúc đi học thì Khoa có đi học thầy ở Gia Lai. Thì mỗi lần lên trên tháp của thầy, nhập thất ở trên đó để mà mình hành thiền, hành trì, thì mình bỏ hết cả công việc rồi điện thoại hay mọi thứ ra ngoài. Thì sau đó thì người mình nó sẽ có được cái trạng thái là an lạc, an vui. Nhưng mà khi quay lại công việc ở thành phố lại thì mọi việc nó lại quay đâu vào đó. Mặc dù là mình về nhà mình vẫn hành trì sáng tối đều đặn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy cái lực của mình nó không đủ và rất là dễ bị cái ngoại cảnh bên ngoài, công việc nó cuốn mình đi. Và cái trạng thái an vui á, mình rất là khó tìm thấy cái khoảnh khắc đó. Và lúc đó Khoa cũng có một cái phát nguyện, một cái mong muốn là mình không phải quay lại ở trên cái thất của thầy ở trên Đắk Lắk. Ở trên đó thì có cảnh rất là tốt,
nhưng mà Khoa có một phát nguyện là mình phải sống được ở thành phố và mình phải có được một cái trạng thái là an lạc, an vui ở tại thành phố này trong cả cái công việc của mình. Và cứ như vậy thì Khoa thực hành, nhưng mà đến thời điểm Tết, đến cái thời điểm anh cần gửi cho Khoa cái bộ audio đó thì Khoa vẫn chưa có đạt được cái trạng thái mà mình có thể là làm việc trong cái trạng thái là ăn vui, trạng thái nhẹ nhàng, trạng thái thư giãn. Đó thì sau khi Khoa nghe cái bộ chuyên chú như vậy thì đến một khoảng thời gian sau đó thì Khoa có một trải nghiệm của bản thân của mình. Đó là trong một cái buổi, cũng một buổi chiều tối khoảng cỡ tầm giờ này ạ, thì Khoa với vợ của Khoa và có một cái buổi tranh 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 cãi rất là kịch liệt. Thì lúc đó thì cả hai cũng đều thấy là bản thân của ai cũng đều đúng hết, ai cũng đều đúng 100% hết. Thì lúc đó trong đầu Khoa tự nhiên nó hiện lên một cái câu, đó là Khoa nhớ lại cái câu của thầy thầy dạy, đó là mọi thứ bắt nguồn từ chính tôi nhưng không phải lỗi của tôi. Thì từ khi mà câu đó hiện lên thì Khoa cái trạng thái rung động ở trong người mình nó đang rất là khó chịu, đang rất là bức bối, thì tự nhiên nó cảm giác là nó đang lặng xuống và nó rất là nhẹ nhàng và trở thành một cái trạng thái bình thường. Và từ cái ngày hôm đó đến hôm nay thì Khoa không còn cảm thấy nổi nổi sân nổi giận với lại vợ của mình nữa. Và Khoa cũng thấy là mọi chuyện ở ở chỗ bạn vợ của mình đó, thì vẫn không có thay đổi gì, nhưng mà lại Khoa lại thấy có một cảm giác là nó rất là bình thường, có nghĩa là bạn ấy như thế nào thì bạn ấy thể hiện ra như vậy thôi, và Khoa không còn cảm thấy mình phải chấp hay là mình khó chịu như lúc trước nữa. Thì đó là một cái điều mà Khoa cảm thấy là mình đã có được một sự chuyển hóa trong bản thân của mình, và Khoa cảm thấy rất là vui vì điều này. Và thời gian tới thì Khoa cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà trong cái thời gian qua thì Khoa đã nhận được cái điều đó và Khoa cảm thấy rất là vui. Và hôm qua học lại cái tri thức về cấu trúc con người thì Khoa cảm thấy là cái tri thức này nó cũng rất là quý. Và khi xem cái bộ audio, khi nghe cái bộ audio 2 lần thì Khoa cũng đã ứng dụng được vào trong những cái công việc của mình, và Khoa cũng đã chia sẻ cái trải nghiệm của mình cho những người người bạn, người đồng nghiệp của Khoa thì cũng làm chung công việc. Và Khoa thấy cái đặc biệt là khi mình ứng dụng được cái phần mình nghe, mình chỉ biết là mình lắng nghe và mình nghe, mình tiếp nhận ở trong cái trạng thái an vui, thì lúc đó khi mà mình nghe mà mình không có phân biệt, phân tích, thì tự nhiên khi cái câu chuyện của người khách hàng của mình vừa mới chia sẻ xong thì mình hoàn toàn mình có thể có được một cái đáp án, một cái câu trả lời nó hoàn toàn phù hợp với lại cái người khách hàng của mình. Và Khoa thấy được ứng dụng được ở trên bản thân của mình, và Khoa cũng đã chia sẻ cái điều này với những người bạn của Khoa, đang những người đồng nghiệp của Khoa, và những người bạn của Khoa cũng cảm thấy rất là thích thú. Và từ đó thì Khoa cũng chia sẻ cái bộ video của khóa 2K22 mà Khoa đã nhận được, thì Khoa cũng chia sẻ với Khoa nhớ là hình như cũng 5-6 người bạn của Khoa, và những người bạn của Khoa thì cũng cảm thấy rất là thích thú với cái tri thức của mình. Và Khoa cũng không nhớ, và vô tình vô trong lớp này thì Khoa cũng không có mời, nhưng mà Khoa cũng thấy là có một vài bạn là cũng có vào trong học chung lớp của mình, và Khoa cảm thấy rất là vui với những cái kiến thức mà anh chị đã đón nhận được từ cái việc mà Khoa chia sẻ, và Khoa cảm thấy là cái bản thân mình đã trải nghiệm được những cái kiến thức này có giá trị. Và Khoa cũng mong muốn là sau khi học học xong 21 buổi từ buổi audio thì Khoa cũng có một cái tâm nguyện, đó là Khoa mong muốn được học trực tiếp, được chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, để trước là để tri ân thầy, sau đó là Khoa cũng muốn học lại cái kiến thức này để mình nắm thật vững. Và Khoa cũng mong muốn là những cái kiến thức này mình trở thành những cái kiến thức mình sở hữu luôn, được những kiến thức này để trước là nó giúp cho công việc của mình, và sau đó thì mình có thể chia sẻ kiến thức này với cộng đồng nhiều hơn. Thì hôm nay Khoa được chia sẻ này, Khoa cảm thấy là rất là biết ơn thầy. Thành ra là Khoa cũng muốn nói lời tri ân với thầy và chia sẻ với cả lớp ạ. À. Khoa xin biết ơn thầy, biết ơn cả lớp đã lắng nghe ạ. À. Dạ.
ứng dụng được trong cuộc sống ha. Dạ thầy. Thấy hay hả? Thấy thích hả? Dạ, những kiến thức này rất là giá trị ạ. Dạ. Dạ, Khoa thì Khoa cũng tìm hiểu về kiến thức của Đạo Phật của mình cũng nhiều, nhưng mà Khoa thấy là nó có từng từng kiến thức nó rời rạc với nhau. Nhưng mà khi học của thầy thì Khoa thấy là có một cái sự sâu chuỗi lại rất là liền mạch, có lớp lang, đặc biệt là những cái tri thức, những cái khái niệm nó rất là rõ ràng. Mà trước đó thì Khoa cũng làm công việc của Khoa là Khoa có làm báo. Trước khi Khoa bắt đầu công việc của mình thì Khoa cũng có thời gian đi làm báo, mà thực sự là khi đi làm báo mình sử dụng những cái ngôn từ của mình thì mình cũng không có rõ ràng. Có nhiều từ khi mà mình sử dụng nó xong thì mình mới lên mình tra cứu trên mạng, nhưng mặc dù tra cứu trên mạng nhưng mà những cái từ ngữ đó nó vẫn không không rõ nghĩa để mà giải thích. Thì lúc đó Khoa mới có được một cái ý niệm, đó là nếu mà mình học được cái kiến thức này từ trước khi mình đi làm báo thì rõ ràng là cái ngôn từ của mình nó sẽ sâu sắc và nó có cái giá trị hơn rất là nhiều. Nhưng mà tới lúc mà mình nghĩ rồi thì mình mới mới học được cái tri thức này, Khoa cảm thấy là cũng hơi tiếc một chút ạ. Ra gì đâu, mục tiêu viết báo là để mang giá trị người ta, không qua bài viết. Bây giờ mình viết trên Facebook, trên mạng xã hội thì người ta nhận giá trị được cũng vậy à. Ngày xưa thì lấy tiền trực tiếp mỗi bài báo, bây giờ đợi giá trị xã hội nhận được thì từ đó mới có tiền. Không khác nhau gì hướng đi. Ừ. Nói chung nó chắc. Một số chị làm thư ký của chủ tịch đó, mỗi năm phải viết bài báo cáo kinh doanh đó, rồi viết viết bài để cho các vị phát biểu á. Cái mấy anh chị vô đại học học mentor, cái tự nhiên viết bài á, cái làm cho mấy chủ tịch đi phát biểu, trời ơi thích quá trời thích, nơi sao có thể viết bài có thể sâu sắc được như vậy. Họ thích tại vì ngôn ngữ nội tâm á, cách dùng từ mình từ từ nó rõ, nhận thức của mình nó khác khi nói á, cái mình giải thích cái ngôn ngữ đó cho người ta nghe, cái tự nhiên người ta phát biểu ra năng lượng nó khác. À, chúc mừng Khoa. Dạ. Cảm ơn thầy. Mai xin tắt mic. Xin mời Đinh Hậu ạ. À. Mời anh ạ. Kính chào thầy ạ. Dạ. Biết ơn thầy đã cho em được mình chia sẻ. Qua đây thì em cũng biết ơn nhân mạch của em là anh Quý Trường Giang và chị Vương Thị Bích Thủy đang học mentor năm. Dạ. Qua cái bài học ngày hôm qua thì cũng chia sẻ với thầy là trước đây em đã nghe cái bài này 2 lần 3 lần, nhưng mà đặc biệt những cái lần đầu tiên nghe em nhức đầu lắm, em không hiểu. Thế sau em nghe thấy thầy nói là đây là một cái bài mà xứng đáng để được học nhất trên cái nhân loại này thì em quyết tâm em nghe. Em nghe đến lần thứ 3 em mới ngộ ngộ ra một cái gì đấy, và đến ngày hôm qua thì đúng là em rất là sung sướng, bởi vì em phát hiện ra được một cái, em ngộ ra được một cái là cái tính tham sân si mạn nghi ác kiến, và nó có cái ý niệm dương, ý niệm âm, từ đó mình có thể điều điều được, mình chủ động mình điều được cái tâm tính của mình thành cái ý niệm dương, thì cái đấy nó rất là tuyệt vời trong cái cuộc sống. Thì cái đấy mà hôm qua em nhận được ra cái bài học mà em thấy rất là giá trị. Bản thân mình sẽ có thể chủ động mình điều được cái ý niệm dương, ý niệm âm qua những cái tánh tham sân si mạn nghi ác kiến. Cái đấy là em nhận được qua cái bài học ngày hôm qua, và rất là biết ơn thầy đã có cái dụng tâm để thực sự là em khi mà em nhận được cái này em thích lắm. Mà mình nó cứ nhà như thế ạ. Cũng chia sẻ với thầy là cách đây có khoảng 4 năm, 4 năm thì cuộc sống lúc ý thực ra của em thì như mọi người nhìn vào thì nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà thực ra lúc đấy thì bản thân em tự nhiên em thấy sao cuộc sống thì nó chán. Suốt ngày chỉ sáng ra đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng rồi đưa con đi học. Tối về thì ăn uống rồi đi ngủ, sáng sau cũng lại như vậy. Thậm chí là cứ triền miên trong rượu, chè các thứ.
Sau đó em mới có một cái suy nghĩ là cuộc sống này nó phải có ý nghĩa gì đấy, và em đi tìm. Thực sự lúc đó là em cũng đi tìm, và lúc đó em gặp rất nhiều những biến cố trong công việc cũng như cả gia đình, rất nhiều biến cố xảy ra. Em đi tìm thì rất là may mắn cho em là cũng qua anh phía Trường Giang em tìm được, và em sung sướng vô cùng. Và đến năm ngoái thì anh phía Trường Giang tiếp tục lại giới thiệu cho em lớp học viết của mình, thì em nghe em thấy nó rất là rõ ràng và rất là tuyệt vời. Và đến ngày hôm qua thì em đã học được một cái ngộ ra và học được cái cách để mình có thể điều cái ý niệm của mình làm sao cho nó hướng dương, ý niệm hướng dương. Trước đây đúng là phản đồng hóa, tham là tham lam, nhưng mà hôm qua thì mới thấy là mình cũng nhiều khi mình cũng thích cho đi chứ, thậm chí là bây giờ cho đi rất là nhiều. Đơn giản cho đi nụ cười, cho đi cái tình yêu thương, cho đi rất là nhiều thứ tưởng chừng như là đơn giản, nhưng mà những cái đấy khi mà mình hiểu ra thì mình làm nó rất là nhẹ nhàng. Và thậm chí bây giờ là rất thích là giúp 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 những người khác, những cái gì mình có thể mình giúp được sẵn sàng mình giúp, mình xin nhận luôn. Nên mọi người cũng thấy là nó cũng hơi bị khác so với những người khác, cũng chia sẻ với thầy đấy. Nhưng mà qua những cái đấy thì tự nhiên là mọi người cũng gần gũi mình hơn, và tự nhiên là mọi người cũng muốn chia Anh sẻ Trường mình. Giang là có con gái tên Thúy Vân Trang hả? Dạ vâng ạ, anh ấy ở Ba Đình và con gái anh ấy đang ở trong Sài Gòn ạ. Dạ. Dạ lâu quá. Dạ. Hồi đó mới học đầu tiên là anh học nhiều lắm. Dạ vâng, anh Trường Giang anh cũng là nhân mạch thì cũng đưa em đến đến với và tổ chức Bữa mọi đó người. là anh quen với anh chị Loan rồi, không nói nữa, nhưng mà hôm nay em tính hỏi. Tính hỏi coi. Dạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Thì em cũng xin phép được chia sẻ với thầy với cả lớp cái bài học hôm qua em ngộ ra rất là rõ ràng để mình có thể được mình có thể điều cái tâm của mình, những cái tánh của mình qua cái hướng dương để Nghĩa là điều phối lại, điều điều dạ lại tánh người dạ dạ vâng thì để cho thấy mình chưa thống nhất cái tôi của mình, cái tính cách của mình, dạ dạ là vâng mình có ý niệm dương, đó dạ là vì người rồi vì mình, khởi ý niệm dạ vì người, đối dạ với tham tưởng về tài sắc danh thực thùy, dạ vâng thì qua thời gian tự nhiên cái nó chuyển đổi tánh mình toàn bộ. dạ dạ vâng nó vi diệu lắm đấy em qua để trước đây thì em cũng chưa hiểu cái đấy lắm nhưng mà em cũng cũng ứng dụng nhiều cái khác em hành nhiều cái khác trong cuộc sống và em hành liên tục những có những cái lúc nào đó mà mình bị rối tâm ấy thì nhiều khi cũng mình cũng chưa 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 định được nên sau đó em phải em dừng lại một tí để em ngẫm lại qua các bài học thì tự nhiên mình cũng 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 có thể xử lý được này thực ra thì cái này thì đúng là một dụng vào cuộc sống em thấy là nếu như mà mình định tâm mình hướng tâm vào những cái việc này ấy, để mà mình hóa giải hay là mình xử lý những cái tình huống trong cuộc sống nó rất là tuyệt vời nó rất là tuyệt vời và bây giờ thì cũng chia sẻ thật với thầy với cả lớp là tất cả các mối quan hệ xã hội cũng như trong gia đình trong công việc mọi thứ khi mà khi nghe thầy giảng tại sao em lại nghiện như thế khi nghe thầy giảng thì em có một cái thực hành trong cuộc sống rất là nhiều và hàng ngày em vẫn nghe vẫn mở cái file ghi âm của thầy em nghe mà em nghe em cảm thấy không thấy chán gần như đây là một cái món ăn tinh thần mà em cảm giác không bây giờ nghiện không thể thiếu thế kể cả lúc đi ngủ em nghe rất là biết ơn thầy và em xin phép dừng phần chia sẻ ở đây ạ. Dạ. Xin mời anh Sến đúng không? Hay Sảnh ta? Thành Trung. Dạ xã Thành Trung thầy. Sảnh Thành Trung ha. Mời anh. Chào thầy và Trung. Hôm nay 20 tuổi quýt. Mấy vấn đề là
cái bài đầu tiên này. Nó hình như âm thanh nó đang khẹt khẹt sao mà nó không nghe được anh nói luôn. Dạ thầy nghe rõ chưa thầy? Đó, nghe đó. Để sao mà quá. Ừ. Cái không nghe tiếp rồi đó. Vậy ta? Cái Alo. nghe Dạ nghe chưa thầy? nghe đó, anh tắt cái quạt đi, nó có cái quạt cái gì Dạ dạ đúng rồi. anh tắt đây, nhiều khi nó áp nó hơi sao Nghe được chưa thầy? được. Dạ. Thì em cũng chia sẻ thầy là mấy bữa nay em học cũng ngộ ra được mấy vấn đề là một là hãy đưa ánh sáng vào, đừng lấy bóng tối ra. Thì một căn phòng tối cỡ nào chỉ cần có một lóe lên một chút ánh sáng sẽ căn phòng nó sẽ sáng. Hai là hãy suy nghĩ theo những gì mình mong muốn, thuận thuận chiều mình mong muốn. Thứ hai là thứ ba là cái ngày hôm qua là cấu trúc con người. Cấu trúc con người con người là sự thật không thay đổi theo không gian và thời gian. Thì chân thật chứ. Dạ, sự chân thật không thay đổi theo không gian và thời gian. Ừ. Xác định được gì chưa, chân thật chưa ta? Dạ, chân thật là ý, trong đó có ý là ý nghe, ý nói, ý thấy, ý biết. Thì ý nghe, ý nói, ý nghe, ý thấy là không thay đổi theo không gian và thời gian. Đúng rồi. Tất cả chứ hết Dạ trơn dạ ý nghe, ý nói, ý thấy, biết là sẽ không thay đổi theo không gian thời gian. chứ. Dạ. Dạ. Còn cái ý niệm của mình là ý niệm âm và ý niệm dương, thì em cũng cái tâm của em nó đang bị kiểu như là đang bị âm xuống vậy. Nhiều khi lúc cái tâm mình nó giống như là muốn bực bội, nó bực bội. Còn lúc vui vẻ gì vậy, nhiều khi không ai ghẹo chặt mình cũng bị bực bội. Em cũng không hiểu cái tâm ấy nó làm sao. Chắc tham tưởng về điều gì không thực hiện được gì. Dạ không, không phải, không có tham tưởng gì thôi. Tự nhiên nó, ví dụ nó vợ em hỏi, ví dụ em nhiều khi muốn trả lời, muốn nhiều khi không muốn trả lời cũng không không trả lời luôn. Cho dù mình ở trong cái tâm mình muốn trả lời rồi đó, nhưng mà cái miệng không muốn phát ra. Cái đó em không biết em bị Chắc không ưa bả gì. cái không thương lắm hết chứ, mà tự nhiên em đi rồi ở nhà ai cũng vậy, nhưng mà nói chuyện với người, ví dụ mà người ngoài cũng như đồng nghiệp của mình thì khác, mà về nhà lại bị vậy. Ngẫu nghĩ sao ở ví dụ đồng nghiệp mình thì nói chuyện vui vẻ Đừng có nghi vấn tại sao mình muốn nói chuyện, nói thôi chứ đừng nghi vấn tại sao. Lúc nãy mới ngồi ánh sáng đúng không? Thì thôi đừng quan tâm nó tại sao như vậy. Thì bây giờ cũng giao tiếp với vợ mình thì giao tiếp nhau thôi muốn đó. em đưa ánh sáng vô, giờ chỉ em muốn cân bằng lại, cân bằng cái tâm trạng mình lại để cho nói chuyện với người nhà được kiểu như là thân thiện hơn. Ừ. Muốn nói lắm nhưng mà tự nhiên cái làm như về làm như có cái gì nó cản mình vậy. Em chở ha. Dạ nhưng mà cái tâm mình nó không phải, cái tâm mình muốn nói lắm nhưng mà cái miệng không chịu mở ra nó, thì nó lại vậy. Dạ muốn để hiểu cái nội tâm mình nhiều hơn, để ngộ được nhiều hơn, để cho À, mình buổi đầu ai tiên là anh đọc khóa đầu tiên hay nhiều khóa vậy? dạ khóa đầu tiên thầy, còn cái máy kia là chỉ nghe ghi âm, nghe thì lúc được lúc không, tại đi làm chạy xe thầy, chạy chở mấy ship ở ngân hàng nhiều khi nghe cũng không được. Dạ em bữa em cũng có tâm sự là đặt ý mấy khóa trước cũng nghe nghe file ghi âm, thì thầy có nói là đặt ý để
để hoàn thành được cái mục tiêu gì đó, thì em đặt ý là cố gắng để học được cái khóa 28 này. Thì cũng cơ duyên là sao, mới là từ ngày em đặt ý tới nay luôn, là em thời gian em rảnh luôn, chỉ có ngày thứ bảy là nhà có tiệc nên em học không được, chỉ có một ngày đó thôi, còn là mấy ngày rồi em định học được hết. Cũng cảm ơn thầy Đã ơn anh. đã tạo tạo tri thức này quá tuyệt vời, em giờ không biết nói gì hơn. Cảm ơn thầy và cả nhà. Vậy anh nói gì thua đi. Anh không biết nói gì hơn thì anh sẽ nói gì thua. Buồn không hiểu Có gì. là mình không có biết nói gì hơn thì mình sẽ nói cái gì thua. Thì tôi à Hơn thua đó. dạ Thôi bye em biết ơn thầy. bye Vinh. 7:44 này. Chắc xin mời các anh chị nghe thưởng thức âm nhạc của Thúy Nga một chút, rồi nghe một vài bài nhạc của chúng ta ấy. Một số anh chị giơ tay chúng ta phát biểu sau cả nhà. Đào Thúy Nga hôm nay hát gì đây? Dạ, rất là biết ơn thầy gọi tên em. Bữa nay em xin phép hát cái từ cái cô Vũ Phương chia sẻ hồi cái khóa 27 giờ rồi, cái kích được cái tổng nghiệp thức của em viết dòng trí thức một đoạn, rồi cái em liên kết qua cái công thức cội nguồn cuộc sống, và em liên kết qua tới cái cấu trúc con người của mình, thành ra là trong một cái bài mà em hát luôn ba 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 thứ. Dạ rất là biết ơn thầy, rất là biết ơn cô Vũ Phương, yêu cô Vũ Phương ha. Dạ em chào các ní ở trong Zoom đã lắng nghe em hát rất là nhiều khóa. Em cũng rất là trân trọng các ní ở trong Zoom chứa đựng em. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Lê Thúy Nga, tên đầy đủ là Lê Thúy Nga. Em sinh sống ở Hòa Thành, Tây Ninh. Dạ rất là biết ơn nhân mạch của em là cô Tara Trang Nguyễn. Dạ cô Tara Trang Nguyễn, Master Mentor. Dạ em cũng rất là biết ơn cô Thảo Nhi. Dạ hôm nay em xin phép được cống hiến bài Tâm Đắc Ngộ Ra của em trong bài học ạ. Dạ em xin phép ạ. Trong cuộc đời của chúng ta có sáu hạn chế nhận thức mà chúng ta cần bứt phá để vượt thoát mọi dân nạn phát sinh, bằng cách đưa bảy ánh sáng vào toàn diện vào, rồi kích hoạt não bằng những bài học tâm đắc ngộ ra mỗi ngày, đặt ra những nghi vấn thuận chiều mong muốn cho ta. Tiểu nghi thì tiểu ngộ, mà đại nghi thì đại ngộ. Có sự mong muốn tột cùng thì chúng ta chuyển hóa được thôi. Mở rộng dòng tri thức hội khiêm tốn, cầu thị để lấy cái biết của người, lấy cái biết của người nói cho người biết thì người hiểu ra. Từ cái biết mà quên ta dẫn về cái biết cho người, từ cái biết mà không biết ta dẫn về cái biết cho người luôn. Từ cái không biết không biết ta dẫn về cái biết cho họ, ta cứ xoay vòng ở cái biết biết của họ mà hỗ trợ thêm. Từ cái niềm tin của họ ta mới hỗ trợ cho họ biết thêm nhiều, từ cái mong muốn của họ thì họ chuyển hóa thôi. Ta quảng bá tri thức tuyệt quý để rõ mong muốn của họ là gì, rồi hỗ trợ cho họ chuyển hóa về điều họ muốn mong. Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, mỗi việc bắt đầu từ kết quả hình ảnh trong tâm trí, qua cái biết ở hiện tại và của hằng hà sa số đời trước.
qua cái nghe, cái thấy, cái nói, cái biết của những người xung quanh mà chúng ta đã quân tập hàng ngày. Nếu là những điều tích cực thuận chiều mong muốn của mình thì cuộc sống ta sẽ được như ý, bằng ngược lại ta sẽ gặp sự bất như ý và tổng nghiệp ở hằng hà sa số đời sẽ trồi lên. Quân tập nghe thấy nói biết tốt thì tổng nghiệp tốt trồi lên, giúp cuộc sống chúng ta thuận buồm xuôi gió. Con thuyền đường đời của ta thuận dòng nước mà về đích, về chúng ta rõ hình thuận chiều mong muốn nên ra quả như ý. Cuộc đời con người ngắn dài không quan trọng, quan trọng khi nào mình ngộ ra cội nguồn. Cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi nhưng không phải lỗi ở mình. Một chuỗi chọn lựa của ta trong cuộc sống là do ta thích ta hợp, là do tính cách của từng con người, do thói quen và những hành động hàng ngày mà ta suy nghĩ nên đã cho ra kết quả hiện tại ngày hôm nay. Nhưng nó không là gốc rễ nên ta không tập trung mà thay đổi, mà niềm tin bên trong nó định hình suy nghĩ của ta. Nếu niềm tin bên trong thống nhất với mong muốn ý thức bên ngoài thì nhất định kỳ tích đến với chúng ta. Niềm tin bên trong quyết định trực tiếp đến chọn lựa, đến những gì ta thích ta hợp của ta để cho ra kết quả chúng ta trong hiện tại. Nhưng nó cũng không là gốc rễ nên ta không tập trung ở đổi thay, mà gốc rễ thật sự là hình ảnh tâm trí của mình. Qua nghe thấy nói biết được quân tập ở hằng hà sa số đời, nó quyết định cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Nên chỉ cần rõ hình là có kết quả ngay. Đổi hình là đổi đời nên ta phải quân tập. Nghe thấy nói biết tuân chiều mong muốn của ta. Cội nguồn cuộc sống ở khoa học là những hình ảnh tâm trí tốt đẹp sẽ cho ra hiện thực tốt đẹp. Còn cội nguồn cuộc sống của chúng ta ở tôn giáo tín ngưỡng qua cấu trúc con người là cái tâm chân thật không thay đổi qua không gian và thời gian. Trong nội tâm của chúng ta, nói theo nhân gian thì có tâm, tánh, tình. Ở khoa học thì tâm gọi là chân thật, tánh là tính cách, tình là cảm xúc. Còn theo nhà Phật, tâm là Phật tánh, chân tánh hay chân tâm. Còn tánh thì có 16 tánh. Tình là 8 muôn 4.000 bong bóng ảo giác ở trong con. Và có lớp thân tứ đài đất nước khí lửa mà khoa học gọi là cơ thể người. Trong cái tâm chân thật có chứa ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết,
được bao bọc bởi lớp điện tử quang, tiếp đến là 16 tánh thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạn nghi ác kiến, được bao bọc bởi lớp điện tử âm dương. Rồi đến lớp tình tám muôn bốn ngàn bóng bóng ảo giác, kế nữa là lớp thân tứ đại, được bao bọc bởi lớp điện tử âm dương. Thọ là thu nhập vào, tưởng là tưởng nhớ, tưởng tượng và liệu định ở tương lai, hành là truy xuất ra, thức là biết cái hiểu biết của chúng mình. Tài là tài năng, tài chính, sắc là sắc thân, sắc tướng của con người, danh là nổi danh, danh tiếng, thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Tham chỉ là ham muốn, mà tham tưởng là trọng điểm của tánh con người ta. Do tham tưởng về tài, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy. Hay nói cách khác là tham tưởng về tài sắc danh thực thùy, quyết định mức độ cấp độ của sân si mạn nghi ác kiến, quyết định thọ cái gì hành thế nào và thức ra sao của một con ngựa. Cái tôi trong con người của chúng ta cũng do sự phức hợp của 16 tánh người tạo nên cái tôi, tạo nên tính cách, tạo nên cái tánh của con người. Do tham tưởng là trọng điểm và tánh người nó có biến độ dao động từ âm đến dương. Nếu tham cho riêng cá nhân mình gọi là tham lam, là biên độ âm, còn tham vì một chủ thể khác gọi là hào phóng, là tham dương. Tánh si biên độ âm là giận dữ, còn lên dương là hài lòng. Tánh si biên độ âm là mê muội, đẩy lên dương là sáng suốt. Tánh mạn biên độ âm là tự ti, lên dương là tự cao. Tánh nghi biên độ âm là hoài nghi, đẩy lên dương là tin cậy. Tánh ác biên độ âm là tàn ác, còn biên độ dương là lương thiện. Tánh kiên biên độ âm là cố chấp, còn lên dương là chấp nhận. Sự khác biệt của người khác đối với mình, trong nội tâm ta thì tâm đón nhận chân thật an vui, xóa tan đau khổ. Tánh phân tích phân biệt soi ánh sáng bao dung vào tan đi tánh sân si. Ở lớp tình thì đối đãi đưa nguồn năng lượng trân trọng biết ơn vào, xóa tan quán trách. Trạng thái nội tâm an vui bao dung trân trọng biết ơn, luân chuyển xuyên suốt phù hợp, thì điện tử ta sẽ cân bằng và hướng dương. Dạ, Mía Nga xin hết ạ. Rất là biết ơn các mí trong Zoom lắng nghe, rất là biết ơn thầy cho em cống hiến. Dạ em xin tắt mic ạ. Dạ rất là biết ơn. Dạ chúng ta tiếp tục nghe cả nhà. Lúc nãy toàn đọc qua thấy có một câu hỏi của ai hỏi đó,
đi nói với bạn thì bạn hỏi tại sao tham tưởng là trọng điểm của tánh người hả? Rồi không biết trả lời hay sao? Cả nhà, người ta hỏi tại sao tham tưởng là trọng điểm của tánh người thì không biết trả lời hả? Anh chị nào lúc nãy hỏi á? Đó, anh chị nào lúc nãy hỏi giơ tay ấy. Ừ. Anh chị nào hỏi á? Hỏi tại sao tham tưởng là trọng điểm của tánh người á? Giơ tay đi trả lời cho. Lúc nãy ai nhắn tin á? Chị hả? Chị Việt Anh hả? Dạ. Rồi người ta hỏi tham tưởng là trọng điểm tánh người không biết trả lời. Vâng, em nghĩ là trả lời là tham và tưởng, à tham và tưởng là trọng điểm của tính người, thì sẽ trả lời là vì do tham và tưởng mà sẽ quyết định mức độ, cấp độ, Không, tao trả lời kiểu gì kỳ vậy? không trả Bây lời giờ mình hỏi thử ai, nếu người ta không có tham tưởng thì còn là tánh con người không? Thử ai, không có còn tham, không còn tưởng nữa thì sao? Thì nghĩ thử ai, bây giờ con người nè, bây giờ mình không còn tham, mình không còn ham muốn gì nữa, mình cũng không tưởng gì nữa thì sao? Thì sao? Đâu có kêu ai bị mạng này, mất mạng luôn rồi chứ không phải tánh người mất ngựa mạng này, không còn nữa đó thì mất mạng luôn rồi. Trời ơi, không có tham tưởng gì nữa thì còn gì nữa con người trời nè. Rồi, không còn tham tưởng luôn rồi. Nên là có trong xã hội á, nó có cái như thế này. Ví dụ như giờ ở đây có chị Thùy đây, ở đây có Vĩnh Thùy nè. Thấy màn hình ngay cho chị à, em nhìn chị trước đó. Chị chứng minh em chị Thùy. Em hỏi chuyện cái Dạ ha. Chị là nam hay dạ là nữ chị Thùy? dạ là nữ ạ. Chị chứng minh cho cả lớp học thấy chị là nữ giùm em cái. Chứng minh đi, chứng minh chị là nam hay là nữ cái. Chị là nữ ở đó, chị chứng minh cho mọi người biết chị là nữ đi. Mình đừng có phô diễn cái gì của phụ nữ ra để đại diện cho mình là nữ nha. Nhiều khi như vậy cũng không đại diện. Ô, chứng minh thư hả? Chứng minh thư làm gì có cái chuyện chứng minh thư là đại diện cho nam hay nữ. Chứng minh căn cước công dân á. Sao? Dạ khó quá thầy, chỉ Đó, là thấy nếu chưa? mà Thấy là tóc nam là ngắn nữ thôi. tóc dài. Vậy thì tại sao mình sanh con? Ồ, các anh chị nghĩ sanh con cái là nữ hả? Không. Không, con trai sinh con cũng được. Dạ. Không, nếu sanh con cũng chưa chắc mình là nữ nha. Đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì đừng chứng minh. Tại vì càng nỗ lực chứng minh cái điều đó đó, thì người ta càng hoài nghi mình là ai. Thì tánh người cũng vậy, tham tưởng nó rõ vậy, con người mình có tham tưởng vậy, chứng minh làm gì nữa? Trong khi đó không có tham tưởng thì chuyện gì xảy ra? Không còn là con người. Đâu còn là con người nữa đâu. Có những cái trong cuộc đời á, càng nỗ lực chứng minh thì sao ạ? Người Người ta ta càng càng hoài nghi. hay. Đối với pháp luật cũng vậy, nó được gọi là suy đoán vô tội. Cơ quan pháp luật thì có nhiệm vụ chứng minh mình có tội chứ không có, mình không có nhiệm vụ chứng minh mình vô tội. Tại vì mình càng chứng minh thì họ càng thấy mình càng hoài nghi mình có tội. À.
Rồi, thôi biết ơn chị. Biết ơn Bỉnh Dạ, Thiện. Vĩnh Thùy biết ơn thầy và Vĩnh Thùy biết ơn cả nhà. Anh chị, hôm qua là một buổi chúng ta đã tìm hiểu đó là nội tâm của con người thì có tâm nè, có tánh, có tình theo cách gọi của dân gian, và tâm của chúng ta hay còn gọi là sự chân thật, nhà Phật gọi là Phật tánh hay chân tánh hay chân tâm, thì được nói là được ví là tương đồng với ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Hôm qua chúng ta đã làm rất rõ rồi, đó là chúng ta có được cái gì ạ? Có được cái sự chân thật bên trong mình đó, đã thấy được sự chân thật bên trong của mình, bởi vì ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết là không thay đổi. Vậy thì ý niệm của con người thì có, trong nội tâm của con người có trạng thái âm, trạng thái dương và trạng thái cân bằng. Vậy thì bắt đầu chúng ta coi, tìm hiểu coi trạng thái cân bằng của con người xuất hiện khi nào ha. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu vô tìm hiểu về các có chiều sâu hơn. Đây ha. Đây, các anh chị vẽ này giúp Toàn ý nè. Nghe. Thấy. Nói. Biết. Rồi. Đây có tánh nè, có tình, anh chị vẽ cái hình này giúp Toàn vào không? Anh chị vẽ hình này. Một thông điệp nào đó chúng ta đón nhận nè. Chúng ta đón nhận bất kỳ thông điệp nào. Vậy thì khi mà chúng ta lấy cái thấy đi ha, cái thấy nói trước ha. Cho anh chị thấy cái thấy nói trước ha. Vậy thì khi chúng ta thấy bất kỳ cái gì, giống như các anh chị đang thấy cây viết nè. Rồi bắt đầu chúng ta giật lùi lại nè. Lúc nãy chúng ta thấy cây viết, bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta thấy đi, sau đó mới bắt đầu thấy cây viết màu xanh, đúng chưa? Có phải không cả nhà? Đầu tiên đập vô một cái là chúng ta thấy xong, sau đó chúng ta mới thấy cây viết nó màu xanh, sau đó cái thấy đó nó mới bắt đầu khởi xuống ra nhiều cái nữa, có phải không ạ? Cả nhà. Vậy thì ngay giây phút á, mình đập vào cái thấy đó đó, cái đầu tiên mình thấy đó đó là ý thấy, sau đó mới bắt đầu là cái viết, là mình đã dùng tánh chưa cả nhà? Các anh chị dùng tánh phân tích phân biệt, đó là cái viết chưa? Sau đó màu xanh, có phải là đại loại đẹp quá, đẹp quá, thì nó đã dùng tình vô chưa? Cây viết màu xanh đó đẹp quá, thì có phải là nó diễn biến nè, đầu tiên ý thấy, sau đó vô tánh, tánh xong đó tới tình đâu cả nhà? Vậy thì chúng ta luôn luôn thấy chân thật trước khi dính vào tánh và tình, được không? Vậy thì nếu chúng ta tại vị tại ý thấy đó, hay nói cách khác là chúng ta tại vị tại cái ý nghe đó, ví dụ như thông điệp truyền tải đi, ai nói chúng ta khùng đi, ai nói chúng ta khùng, ai nói chúng ta đẹp đi, ai nói chúng ta khùng, ai nói chúng ta đẹp đi, thì theo các anh chị, nếu cái nghe, ý nghe thì có phân biệt là
khùng hay đẹp không ạ? Nếu chỉ ý nghe thôi, nếu ý nghe thì có phân biệt khùng hay đẹp không cả nhà? Nếu ý nghe thôi nè, đầu tiên mình nghe nè, mình nghe cái từ nói là khùng đẹp thì chúng ta ngừng lại tại ngay cái nghe đó thôi, biết mình đang nghe điều đó thôi, mình có ý nghe đó thôi, thì sao ạ? À? Thì sao cả nhà? Thì sao cả nhà? Biết nghe thôi. Đúng không? Hiểu không cả nhà? Vậy thì ngay tức khắc thì từ khùng với từ đẹp đó có khác nhau về thông điệp truyền tải không cả nhà? Truyền tải cho mình có khác nhau không? Không khác. Nhưng mà sau đó nó bắt đầu dính vô lớp tính tánh nè. Cái bắt đầu dính vô lớp tình thì lúc đó cái nghe nó không còn cái nghe chân thật nữa, mà nghe dựa vào những gì mình nghe thấy nói biết trong quá khứ à. Được không? Được không cả nhà? Vậy thì khi chúng ta đón nhận một cái thông điệp mà bằng cái sự chân thật đó thì ngay tức khắc nội tâm của chúng ta đạt được trạng thái gì cả nhà? Nội tâm chúng ta đạt trạng thái gì? Cân bằng. Được chưa? Nội tâm đạt trạng thái cân bằng khi chúng ta nghe và thấy một thông điệp nào đó đến với chúng ta nghe và thấy bằng sự chân thật. Vậy thì cái khoảng cách đó giữa chúng ta, cái lưu giữ giữa cái sự chân thật đó đó, lúc mà chúng ta thấy hoặc chúng ta nghe, nó kéo dài ra, nó dài ra hơn so với bình thường chút xíu, thì nó tạo ra một cái khoảng không của nội tâm. Nó tạo cái khoảng không của nội tâm thì lúc đó người ta nói nội tâm của chúng ta lúc đó là có được cái tánh không của nội tâm. Thay vì tánh phân tích phân biệt thì bây giờ là nó sanh ra cái tánh không, không có phân tích phân biệt. Không phân tích phân biệt bằng gì? Bằng tánh người của chúng ta, mà là bằng cái nghe chân thật á, cái nó kéo dài này ra. Tùy người dài được hay không là do tùy người khác nhau. Chút xíu chúng ta học về công đức á, các anh chị sẽ hiểu cái đó. Mình lý thuyết là mình biết là thông điệp truyền tải đến là mình dùng ý nghe để nghe hay ý thấy để thấy thì nội tâm nó đã cân bằng. Nhưng nếu có cái khoảng dài đó ra, cái khoảng nghe thấy á, thấy như vậy mà không khởi xướng bất kỳ cái ý nghĩ gì đó, thêm chút xíu nữa nó cái lưu giữ cái thời gian nó hơi dài chút á, thì nó trong nội tâm chúng ta tạo ra cái khoảng không của nội tâm, thì qua kết thúc cái khoảng không đó đó thì nó sẽ tạo nên cái trạng trạng thái an vui thanh tịnh của nội tâm của con người chúng ta. Được không? Thế anh chị thấy đơn giản không? Nó đơn giản tới mức như vậy đó mà nhiều ngàn đời nay con người đau khổ đó. Tại vì con người bị dính vào khi thấy và khi nghe cái điều gì đó, mình bị dính vào tánh tịnh nên ngay tức khắc nó không có cái khoảng đó thì làm cho con người mình loạn nội tâm liền ngay tức khắc, có đúng không cả nhà? Hàng vừa ngàn đời nay, hàng ngàn năm nay, hàng vạn năm nay con người bị dính mắc là do đó đó. Vậy thì nếu ai làm được điều này, đó là khi đón nhận một cái thông điệp nào đó bằng cái sự chân thật nơi chính mình trước mà nó không có liền, không có dính liền tánh tình vô ngang, thì trạng thái nội tâm của người đó sao à? Cân bằng. Thì cân bằng thì nó đơn giản để hướng dương, thì nội tâm của con người mình đảo loạn. Được không cả nhà? Mình nói lại ha, cái này cũng không có, các anh chị chút xíu học về công đức á, các anh chị chưa làm được, các anh chị đừng lo, các anh chị có lý thuyết như vậy một chút,
Tới khi vài bữa các anh chị có công đức nó tách ra, bây giờ nó đang bị dính mắc vào, bởi vì mình đầu mình nó quen cái tư duy rồi, nó quen phân tích phân biệt và quen cái dùng tình để đối đãi rồi, thì ngay tức khắc cái thấy chúng ta thấy một cái gì đó, ví dụ như chúng ta thấy cái này, thì nếu mình biết mình đang thấy thôi thì đó là chúng ta đang đang thấy bằng sự chân thật, bằng ý thấy chân thật của chúng ta, hay còn gọi là tánh thấy chân thật của mình, hay là tánh chân thật của mình, hay tánh thấy chân thật, được chưa? Thì ngay tức khắc nó không có khởi xướng bất kỳ cái gì về tánh tịnh lên, đúng không? Vậy thì được gọi là thông điệp truyền tải chúng ta thấy chân thật, thì trạng thái đó đó thì nội tâm của chúng ta sẽ đạt đến trạng thái cân bằng, được không ạ? Được không cả nhà? Được không cả nhà? Được không? Được đó. Được không? Dạ, miếng chân thứ mình rất là tốt, nhưng mà nên tin sẽ không bằng những nước sang nhé. Là Cái như cái sao cái lượng ngủ mình xuống, cái lượng ngủ mình xuống, cái lượng ngủ mình xuống đi. Mà ngủ mình già sao cái còn đứng giữa luôn. làm lại hen cả nhà, con trai đang kể cho toàn nghe sự việc xảy ra lúc nãy. Đây, khi cái thấy á, chúng ta thấy bằng sự chân thật thì lúc đó nội tâm nó sẽ tự cân bằng. Nếu ai lưu giữ được cái thấy chân thật đó, nó kéo được cái khoảng dài ra, cái khoảng lưu giữ thời gian lâu một chút xíu á, thì nó sẽ tạo ra cái khoảng không của nội tâm, thì ngôn ngữ của nội tâm nó được gọi là tánh không của nội tâm. Các anh chị, nó sẽ tạo ra được ngôn ngữ của nội tâm là sao ạ? À? Là tánh không của nội tâm. Được chưa? Mình thấy chân thật chứ không có chân thực ha. Mình thấy chân thật thì tạo nên cái tánh không của nội tâm. Cái thấy chân thật thì nếu lưu giữ thời gian lâu một chút thì tạo ra tánh không, mà khoảng nó lâu hơn nữa mình cũng không biết nói lâu bao lâu, tại vì mỗi người mỗi cái trạng thái khác nhau, thì nó đủ á thì nó tạo nên một cái trạng thái an vui của nội tâm, an vui thanh tịnh nội tâm. Đủ lâu nữa thì nó tạo ra cái trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Được không? Hiểu hiểu cái ý này nè. Thấy nó đơn giản không? Đây là cái mà ngàn đời nay các thiền sư, những con người ta tu hành, người ta muốn đem về cái trạng thái tĩnh lặng của nội tâm á, thì đây là chính là trạng thái này. Thì người ta nói trí tuệ nó sẽ khai mở từ cái trạng thái này. Được chưa? Nó đơn giản gì đó cả nhà, mình đừng suy nghĩ, các anh chị suy nghĩ không ra đâu. Tại vì sự chân thật không do suy nghĩ mà ra mà. Nếu mà ai suy nghĩ nhiều quá học không nổi chỗ này đâu. Tại vì biết nó như vậy thôi. Một thông điệp đến với chúng ta nghe như vậy thôi, hết là nghe chân thật. Biết mình đang nghe, biết mình đang thấy thì lúc đó ngay tức khắc. Vậy thì ai có thêm công đức thì họ đơn giản để làm gì ạ? À? Lưu giữ cái khoảng thời gian khi nghe và thấy, mà khi lưu giữ khoảng thời gian nghe thấy thì tạo ra cái khoảng không của nội tâm, thì tạo ra được, tại vì lúc đó tâm không có phân tích phân biệt mà, nên tạo cái khoảng không. Thì khi cái khoảng không đó xuất hiện thì tạo thành cái tánh, người gọi ngôn ngữ của chuyên môn gọi là gì, tánh không của nội tâm. Mà tánh không của nội tâm mà lưu giữ được lâu dài nữa thì nó tạo ra một cái kết thúc cái trạng thái của tánh không của nội tâm, thì tạo ra một cái trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Được không? Thay vì các anh chị có đây, có một số anh chị nói trải nghiệm cái trạng thái thiền nè, thay vì các anh chị ngồi thiền thì các anh chị mới đạt, thì các anh chị hàng ngày trong cuộc sống thì các anh chị đã thiền nếu các anh chị làm được điều này. Được không?
Được hơn cả nhà. Thấy đơn giản không? Trong quá trình đi tìm về cái trạng thái này thì nhiều con người đi tìm cái trạng thái này thì nó vậy đó. Có nghĩa là tìm sự cân bằng của nội tâm, thì cái này mới là sự cân bằng thật sự của nội tâm chúng ta, khi chúng ta nghe thấy chân thật rồi qua thời gian các anh chị nói chân thật nữa thì chúng ta nói với trạng thái nội tâm rất là cân bằng, được không? Được không? Ở đây Hằng Phạm có nói thầy liên tục có tánh không của nội tâm khi nghe học viên chia sẻ không? Không. Tại vì cái trạng thái biết mình đang nghe nó sẽ nhắc nhớ mình đang nghe. Ví dụ như các anh chị Toàn đang nói đi, thì Toàn sẽ biết mình đang nói. Sau đó ngừng lại thì biết đang nghe. Thấy thì biết đang thấy. Chứ cùng một lúc không có trạng thái được toàn diện. Thì nếu trạng thái biết đang nói thì lúc đó chúng ta nói với cái trạng thái nội tâm rất là cân bằng. Nhưng mà nhiều khi mình kể chuyện này nói kia ra, có phải là mình vẫn tưởng không cả nhà? Theo các anh chị mình cần tưởng không? Mình cần tưởng để mình nói không? Theo các anh chị có không? Thì lúc đó thì nó không còn cái nói chân thật nữa thôi, chứ không phải là chúng ta nói bậy. Hiểu không ạ? À? Cái khi các anh chị quay lại biết mình đang nói thì trạng thái nội tâm nó rất là cân bằng. Còn mở miệng ra mình nói thì mình sẽ khởi một cái trạng thái trân trọng biết ơn tri thức á, mà mình nói thì mình quản trị được cái tâm thái như vậy thì lúc đó cái nói của mình nó sẽ tốt hơn. Chứ mình không có yêu cầu mình phải nói được chân thật, tại vì cái khoảng thời gian đó nó nhỏ lắm. Nó gọi là nó ngắn lắm. Chỉ có mình kỳ vọng đưa về trạng thái tương đối cân bằng thôi, nhiều khi nó có loạn lên cái thì mình biết mình đang nghe như vậy để nó cân bằng lại, sau đó mình muốn nói gì thì mình nói thôi. Được không? Thấy nó đơn giản không ta? Đó. Vậy thì nội tâm của con người, vậy thì nội tâm của con người có những giây phút các anh chị khởi ra một cái trạng thái quán trách đau khổ không cả nhà? Có những khởi những cái trạng thái quán trách đau khổ, trách móc đồ này kia, vậy thì lúc đó chúng ta đại diện cho trạng thái nội tâm đó là trạng thái âm. Còn chúng ta nghĩ về những gì tốt đẹp cho người, hào hứng hưng phấn trong đầu óc gì đó thì đó là trạng thái nội tâm, trạng thái sao ạ? À? Trạng thái dương. Vậy thì có một cái trạng thái nội tâm nữa mà không có xuất phát từ cái sự chân thật này, mà trạng thái nội tâm của chúng ta tự nhiên chúng ta đang khởi một cái tham tưởng nào đó theo chiều hướng nào đó, cái chúng ta ngừng lại tham tưởng chủ động bằng tánh người, ngừng lại không xuất phát từ sự chân thật nhưng mà chủ động ngừng lại tham tưởng thì cũng đạt được cái trạng thái cân bằng của tánh người. Giống như mình gặp con mình đi, cái tự nhiên mình tham tưởng con nó phải ăn, nó ăn ngon nhiều, cái ngay tức khắc anh chị nội tâm ăn con ăn không như mong muốn thì cái tự nhiên nội tâm chúng ta loạn lên, cái anh chị chủ động không tham tưởng về việc ăn uống của con nữa thì có phải ngay cái đó nội tâm cân bằng lại không? Nhưng nó không xuất phát từ cái việc chúng ta nghe thấy cái chân thật, thấy con ăn vậy thôi, biết là ăn vậy thôi thì nó là cái thấy chân thật kéo dài ra thì nội tâm cân bằng theo cái tánh cái chân thật. Còn cái kia là chủ động nhưng lại tham tưởng cũng tạo ra trạng thái nội tâm cân bằng, nhưng mà cân bằng trong cái khuôn khổ của tánh người. Được không? Ở đây có hỏi từ chân thật với chân thật hả? Không dùng cho nhau được ha. Mình đang dùng cái từ chân thật để nói về cái sự thật. Sự thật của một cái cuộc sống nào đó. Cái gì đó nó cần thực tế á, cần trực tiếp tại nơi đó.
Còn chúng ta dùng ngôn ngữ về sự chân thật để nói về sự chân thật nơi chính mình, nó khác nhau. Mình không có dùng từ chân thực, mình dùng cái từ chân thật để riêng nói luôn về về một cái sự chân thật của nội tâm. Còn cái ngôn ngữ là chân thực, chân thực giờ nó khác à, nó khác hơn nhiều lắm. Nó không nói về sự không thay đổi qua không gian và thời gian. Mình gọi tên và định nghĩa để cho nó gọi ra luôn á, từ đó trở đi dùng nó cho một định nghĩa đó. Còn hiện nay rất là nhiều khái niệm trong xã hội người ta không có gọi, không có định nghĩa, nên là người ta gọi cùng với nhau như vậy. Giống như tính với tánh là các anh chị tưởng đâu vùng miền đúng không? Các anh chị tưởng đâu vùng miền đúng không ạ? À? Trong bài hát của mình có ca sĩ hát sai cái từ đó đó, tâm tánh tình, nhưng ca sĩ hát tâm tính tình. Thì bởi do là người ta tặng cho mình bài hát á nên mình không sửa, chứ người ta hát sai, người ta hát sai cái bài hát đó. Mình quy định ngôn ngữ của nội tâm là có tâm, có tánh, có tình, chứ không phải là dùng để ở bên ngoài gọi là tính với tánh là như nhau. Tính thì người ta dùng để tính chất, tính này tính kia, tính chất của đồ vật đời này kia. Mình dùng hẳn tánh liên quan đến con người, giống như tính không thì chúng ta nói về đồ vật, chúng ta phân biệt luôn là nói về những cái gì vật chất nói riêng, còn tánh thì dành cho nội tâm, được không? Nhiều con người, nhiều khi chúng ta vạn vật có tính không thì con số anh chị nói vậy thì trong đó có con người thì đúng. Thật sự nếu mình nhìn nhận về con người thì người đó cũng có tính không, nhưng mà thiên về nội tâm thì nội tâm có tánh không. Vạn vật có tính không chưa chắc nội tâm có tánh không, nhưng mà khi nội tâm có tánh không thì vạn vật có tính không. Các anh chị hiểu được ư vậy không ạ? À? Được không cả nhà? Toàn xin phép nói lại nè, vạn vật có tính không chưa chắc nội tâm có tánh không, nhưng khi nội tâm có tánh không thì vạn vật sẽ có tính không. Anh chị hiểu này không ạ? À? Rồi, toàn giải thích cho một số anh chị chưa rõ hen. Hôm trước chúng ta học về công thức cội nguồn cuộc sống á, có phải chúng ta nói là toàn và bạn chó nhìn cái điều này, bạn thì nhìn thấy nó, nhìn nhận nó giống như đồ chơi nên bạn cắn, bạn gặp lại. Cái này không phải phụ thuộc vào góc nhìn nghe các anh chị. Thì vậy thì cái này không là gì, nó là gì lệ thuộc vào gì à? Đối tượng nhìn nhận gì nó mà nó quyết định nó là gì. Nên giây phút đó chúng ta nói liền ngay tức khắc là vạn vật có sao ạ? À? Có tính không? Ồ, cái sau đó qua thời gian ý thức của con người cho phép vậy rồi. Cái bắt đầu họ nói cái này nè là cái viết nghe. Nhưng mà nó cũng là không là gì à. Cái này cây viết nghe, nhưng nó cũng không là gì à. Cái này cây viết nghe, nhưng nó cũng không là gì à. Cái này cây viết nghe, nhưng nó cũng không là gì à. Cái này cây viết nghe, nhưng cũng không là gì à. Cái này không là gì à. Cái này không là gì à. Thì lúc đó nó có khác là cây viết không cả nhà? Theo các anh chị, cái này không là gì với cái này là cây viết có khác. Đây nè, hai cái này toàn có thể nói nè. Đây là cây viết màu đỏ ngang. Cái này không là gì à, cái này không là gì à, cái này cây viết nha, có khác không ạ? À? Không khác, tại vì mình gọi viết rồi mình đặt tên cho nó không là gì luôn, được chưa? Vậy thì lúc đó là mình nói vạn vật nó có tính không, nên mình nói cái này không là gì. Nhưng mà trong nhận thức toàn diện của mình có nhận thức được rằng cái này thật sự là không là gì không, hay là mình đặt tên nó không là gì, đúng không ạ? À? Nhưng mà tánh không nè, tánh không của nội tâm nè, có phải là mình nè
mình thấy cái viết nè, mình thấy nè, mình biết mình đang thấy nó thôi, có phải cái thấy chân thật không? Cái thấy chân thật không cả nhà? Lúc đó cái thấy chân thật không? Vậy thì lúc cái này nó có là gì không? Lúc mình thấy chân thật thì cái này có là gì nữa không ạ? Thì lúc đó mới thật sự vạn vật mới có tính không. Khi nội tâm của con người có tánh không thì vạn vật mới có tính không. Được chưa? Hiểu được tới đây không? Hiểu tới đây không cả nhà? Vậy thì nè, mình nói tôi không là ai nè, tôi không là ai, tôi không là ai, tôi không là ai, tôi không là ai, nên tôi có thể trở thành bất kỳ ai. Viết rồi từ từ mình không là ai thiệt luôn không? Nhưng mà mình biết mình là như vậy thôi, biết là như vậy thôi, thì có phải mình không là ai không? Hiểu ý nào không à? Mình chỉ biết là mình vậy thôi, biết vậy thôi, thì có phải lúc đó mình không là ai không à? Mình chính thức không là ai, nên mình muốn trở thành là ai do mình quyết định. Hiểu nữa không ta? Nên có câu nói là gì? Ai có thể ai mà không biết họ sẽ hiểu lầm câu nói của mình. Tôi không là ai, nên tôi trở thành bất kỳ ai. Với điều kiện người đó phải sao ạ? À? Nhận thức được rằng là mình không là ai thật sự. Ở trong nhận thức của mình là có biết là mình như vậy thôi, là mình không là ai rồi, thì nên mình có thể trở thành bất kỳ ai. Nhưng mà nếu mà mình nói riết tôi không là ai, tôi không là ai, tôi không là ai riết thì sao? Thì tên của mình gọi là không là ai. Chỗ Yến Bình Nguyễn nè, chưa hiểu lắm nè, chưa hiểu lắm giơ tay, chỗ này quan trọng lắm nên là Toàn có thể lý giải cho các anh chị từ tốn được. Yến Bình Nguyễn nè, giơ tay đi, nói không hiểu giơ tay. Mấy ngày trước phải có học nghe, mấy ngày trước phải có học, các anh chị mới nói ở đây á thì Toàn mới trả lời được. Rồi không hiểu gì, mấy ngày trước có học không chị? Chị Yến, em gửi hoài mà sao chị tắt hoài vậy? Chị đừng tắt nữa, em mở cho chị đừng tắt nữa. Rồi, chị nói đi chị. Mấy Con ngày thầy trước gọi chị có học không? buổi thứ tư và buổi thứ năm là em bận công tác là em nghỉ, nhưng mà ban ngày là em nghe lại à. Bữa nay ở thứ mấy? Dạ bữa nay là buổi thứ sáu ạ. Hèn gì không hiểu quải hài, 2 ngày đó nói nội dung này nè, nhưng nghe lại làm sao? Em nghe lại ban ngày ở trên cơ quan là tranh thủ nghe lại thầy, nghe nghe vừa nghe Rồi xong vừa bây mở giờ chị điện nói chị thoại. không hiểu gì đây, em sẽ nói cho chị nghe. Nó đơn giản lắm. Dạ em không hiểu ở cái chỗ đây là cái tánh không á thầy. Em ví dụ như là em nói vậy thử có phải là hiểu em hiểu không nha thầy, là có nghĩa là mình nghe thì mình biết mình nghe, còn mình thấy thì mình biết là mình thấy, có nghĩa là mình không phân tích, mình không có đưa cái yêu cái ghét của mình vào trong cái sự vật cái sự việc đó. Thì như thầy nói cái đây thì em nghĩ là sao em thấy khó gì ý đây của thầy quá. Ví dụ như giờ này em hỏi chị ha, chị nhìn thấy cái này ở đây không? Chị đang nhìn thấy cái này ở đây không chị? Dạ thấy thôi. Chị thấy cái gì vậy? Dạ em đang thấy đây là cây viết ạ. Gài màu gì? Màu hồng ạ. Gài. Vậy thì em nói với chị là trong quá trình chị nhìn thấy cái này thì đã đưa vào cái tánh của chị phân tích phân biệt, đó là cây viết rồi, nó phân tích phân biệt với đồ vật khác và nó cũng là màu hồng luôn rồi đúng không? Rồi chị có thấy xấu đẹp gì không? Có thấy có gì không? Có gợi mở cho chị cái gì không? Không có thôi dừng đó. Dạ. Rồi vậy thì em mới nói nè, lúc mới đầu tiên chị nhìn vô cây viết này á,
thì nó chưa khởi xướng ra cái sự phân tích phân biệt đó, đúng không? Dạ đúng. Ngay tức khắc nhìn vô á, Dạ. vậy thì Ngay lúc khắc khởi nhìn điểm vô. Dạ. mới tức khắc nhìn vô đó đó, thì mình được gọi là mình lấy cái ý thấy, mình thấy trước, rồi sau đó nó mới bắt đầu tánh nó phân tích phân biệt nhảy vào, được chưa? Thì ngay giây phút chị thấy cái ý thấy đó đó thì được gọi là cái thấy chân thật, nó chưa có bất kỳ cái gì gửi sướng lên về tánh tình á, thì được gọi là cái thấy chân thật. Nếu chị lưu giữ được cái khoảng thấy đó đó mà nó dài ra, thời gian dài ra hơn nữa, thì tự khắc nội tâm nó sẽ có một cái trạng thái, nó có một cái khoảng không trong nội tâm xuất hiện, thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta chính là trạng thái tánh không của nội tâm, được chưa? Ai lưu giữ trạng thái đó càng lâu thì kết thúc cái trạng thái đó, thì nội tâm của con người sẽ có một cái sự an vui và thanh tịnh lắm, hạnh phúc lắm, được chưa? Vậy thì việc chị nhìn vô đây mà ngay tức khắc á, chị thấy mà chị vướng dính mắc lô được tánh tịnh rồi thì thôi, có nghĩa là chị chưa có trạng thái tánh không của nội tâm hết. Không có thì vài bữa có sao, đừng có hiểu tại sao sao hiểu được cái này, sao hiểu, tại vì chị không có mà. Hiểu ý nào? Dạ, hiểu rồi thầy. Gỡ thôi đừng gì chân, biết là nó như vậy thôi. Những Dạ. ngày tới ăn học cái từ 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 có công đức đồn, cái một ngày nào đẹp trời chị tách được tâm cảnh với nhau đó, chị thấy nó có khoảng không thì lúc đó chị sẽ biết cảm nhận này. Còn về không có ai nói cho chúng ta biết được cái này là gì hết trơn, tại vì nóng lạnh tự biết mà sao nói được. Dạ. Chị hiểu đó chúng, đúng không? Dạ, Không em phải chị không hiểu mà chị rất hiểu, nhưng con cái là chị không cảm nhận được cái trạng thái đó nên chị nói chị không hiểu, đúng chưa? Rồi có gì nữa không, vướng mắc gì nữa không, hỏi tiếp. Em biết ơn thầy khai sáng à, biết ơn thầy gọi tên em à. Còn chuyện mình chưa có nhận được trạng thái này thì các anh chị đừng lo lắng, mình biết nó như vậy thôi, vài bữa mình nhận sao. Còn thấy trong cái quà này của quýt, cứ ai còn ship hàng đợi thì từ từ cũng nhận quà này thôi à. Cứ ngày qua ngày, cứ lớp học, cứ quay vô học, cứ vậy ngày nào đẹp trời các anh chị nhận quà này. Còn bây giờ cái này á, nó cũng hơi tiệc quý một chút, đâu không phải ai cũng có nhận được món quà này. Tại vì nhận được nó, nội tâm mình ngon lắm, nội tâm mình rất là cân bằng. Và được một lần rồi thì mình thuần thục rồi, thì sau đó mình đơn giản để đưa nội tâm về cân bằng hơn, thì từ đó trở đi mình sẽ làm cho nội tâm mình nó đã lắm, nó thích lắm, nó sẽ điều hướng được cái nội tâm mình hơn. Còn ngày xưa nhìn gì vô cũng dính mắt hết trơn, thấy gì cũng dính mắt vô hết trơn, thì mình không có nội tâm cân bằng khi thấy khi nghe, được không? Rồi Dạ, biết ơn thầy ạ. biết ơn chị. Con gái sao, con gái hỏi gì hay sao? Khôi Nguyên nè, Đào Ngọc Khôi Nguyên là con gái hay là mẹ? Dạ, con trả lời thầy đi không? Dạ, con là con gái thầy. Con có Không, một câu hỏi con tên nè. gì mà? Dạ, con tên là Đào Ngọc Khôi Nguyên thầy. À vậy thì con ngày tên của con rồi sao? Tại con muốn hỏi thầy gì đây? Dạ, nếu không có vật nhìn nhận về cái bút thì nó có phải là tánh không không thầy? Thầy chưa nghe rõ, con nói lại giúp thầy một cái. Dạ, nếu không có vật nhìn nhận về về cây bút nó có phải là tánh không không thầy? Nếu không có gì con ạ? À? Dạ, nếu không có vật gì nhìn nhận về cây bút nó có phải là tánh không không thầy? Đầu tiên con phải phân biệt được vật thì không thể nhìn nhận. Còn nếu con nói người hay là cái loài vật nào có chi giác á, cái từ chi giác con hiểu không ta? Chi giác, cái từ chi giác con gái hiểu không con gái? Có nghĩa là một cái vật cái viết này nè, nó không có chi giác,
Có nghĩa là nó không có não bộ, không có suy nghĩ, không có tư duy được đó con, thì mình không có gọi là nó nhìn nhận được. Vậy thì con hỏi là con có người nào hay có loài nào có cái gì vô á thì không nhìn nhận gì nó thì được, chứ bản thân cái viết này nó cũng không thể nào nhìn nhận cái viết này bởi vì nó không có tư duy đâu được. Hiểu ý nó không con? Là hiểu. Nên con hỏi câu hỏi khác, hay hỏi câu hỏi khác thầy trả lời. Yeah. Nếu có ai đó không nhìn nhận về cây bút thì nó có phải đánh không không thầy? Vậy thì con phải hỏi lại là nếu không có ai, đúng không? Nếu không có ai nhìn nhận về cây bút, đúng không? Thì nó có phải là tánh không không thầy, phải chưa? Đúng không? Đúng là câu hỏi của con Dạ phải thầy. không? Không phải. Tại vì con đang nói nếu không có ai nhìn nhận gì cây bút thì lúc đó ngay giây phút đó con đã nhìn nhận nó là cây bút rồi thì nó đâu còn tánh không nữa. Tính không nữa. Nè, con nói nếu không có ai nhìn nhận về cây bút thì nó có phải là tính không không thầy? Thì ngay giây phút đó con có phải con xem đó là cây bút không? Dạ có. Vậy thì lúc đó sao nó còn tính không nữa? Đúng Thực không? ra con này con khi con nghiên Giống cứu như thì bây giờ con nè, thầy nói nè, con gái nè, thầy nói thầy có con có một bạn nào mà con không ưa nó không? Con ghét nó không? Có bạn nào con cảm thấy không có chơi, không thích chơi với nó không? dạ thưa thầy là bạn Khôi Nguyên trai. Bạn Thì đó chọc con 2 lần rồi thầy. cái bắt đầu con nói là gì nè? Con nói bạn đó thấy ghét lắm. Tôi không có, bây giờ tôi không có ghét bạn đâu. Bạn dù bạn thấy ghét nhưng tôi không có ghét bạn đâu. Thì theo con là con đã ghét bạn đó chưa? Dạ chưa. Sao chưa? Con đã thấy ghét người ta, con giả bộ con nói con không ghét thôi. Dạ. Bạn đó thấy ghét lắm nhưng tôi không ghét bạn đâu. Thì sao? Thì con đã ghét rồi, có nghĩa là con đã nhận định về người đó là ai rồi. Thì bạn đó đã dính vào cái điều nhận định của con rồi, đúng chưa? Thì Dạ mãi đúng mãi bạn sẽ là người đó và bạn chọc con hoài luôn á. Trừ khi con buông cái nhận định đó, con không còn nhận định bạn là ghét hay không ghét gì, chỉ biết vậy thôi. Thì ngay tức khắc là bạn không còn là ai nữa thì bạn sẽ không còn chọc con nữa. Rồi nè, bây giờ bắt đầu thầy hỏi lại ha. Cái này là cái gì? Thì có phải là do bên trong tâm trí mình nhìn nhận ra không con? Dạ phải thầy. Vậy thì cái này là cái gì? Có phải nó không phải đến từ việc cái này là gì nó lại chuyển vào tâm trí con, mà chính trong hạt mầm trong tâm trí con nó tác động ra cái này là gì, đúng chưa? Dạ đúng thầy. Vậy thì khi con thấy bạn thấy ghét, vậy thì do bạn làm cho con thấy ghét hay là trong bên trong con có hạt mầm thấy ghét rồi phản ánh ra bạn? Theo con, nếu theo cách lúc nãy. Dạ thưa thầy là con theo cách lúc nãy là con gieo hạt mầm trong tâm trí của con là con thấy ghét bạn đó. Vậy thì ngay tức khắc con nâng nhận thức lên. Con biết là như vậy thôi thì ngay tức khắc hình đó nó xóa đi. Thì trong tức khắc nó xóa cái hình trong tâm trí của con thì con không nhìn bạn thấy ghét nữa, tại vì hình trong con nó mới quyết định cái ghét bên ngoài, thì để đổi hình bên trong, xóa hình bên trong thì sao? Dạ Thì con thì không còn bạn đó thấy bạn thấy ghét nữa. Thay vì con cố gắng thay đổi thế giới bên ngoài thì con sẽ thay đổi thế giới bên trong của con để con xóa cái đó đi thì ở ngoài nó sẽ mất. Được không? Hiểu tới đây chưa? Vậy thì một vật Dạ nào đó nó có tính không hay không, nó lệ thuộc vào đâu? trong tâm trí thầy. Của con, chứ không có lệ thuộc vào. Nó là cái gì đều do trong tâm trí của con quyết định nên. Vậy thì thế giới của con á, trong tương lai sau này cuộc đời của con do ai quyết định? Dạ thưa thầy là do trong tâm trí con quyết định. À, vậy thì con có đẹp hay là có xấu
hay có tài giỏi, hay có thành công, hay có hạnh phúc cũng đều do ai tạo nên. Đều do tâm trí của con tạo nên. Vậy thì mọi việc con bắt đầu trong tương lai, con hãy kiến tạo từ trong chính tâm trí của mình. Con có tin mắt mình sẽ rất sáng không? Con có tin mắt Dạ mình trong tương lai sẽ rất sáng không? con chưa chắc thầy. Thì tâm trí của con đang chứa hình của con đang sao? Dạ con đang bị cận. À, vậy thì cái cận đó phát sinh là do bên ngoài nó cận rồi con thấy cận, hay là bên trong hạt mầm cận mà nó quyết định cận của con? Dạ thưa thầy là bên trong hạt mầm, trong tâm Vậy trí của thì con. nếu con tự kiến tạo cái hình ảnh trong tâm trí mắt sáng thì có phải từ từ mắt ở ngoài nó cũng sáng không? Dạ phải thầy. Thầy cận 2 độ. Cái từ từ thầy làm điều đó, mắt thầy giờ sáng lắm, thầy nhìn rõ lắm. Với thêm cái nữa, thầy hướng dẫn cho con một cái ha. Con mở cái kính ra đi, con mở cái kính ra, mẹ giúp đỡ con gái một chút xíu. Rồi bây giờ con mà mẹ con nhìn qua mẹ giúp thầy, chị kéo cái ghế ra ngoài á, chị đứng lên giúp em chị ạ. Con gái có thể đứng lên giúp thầy luôn, giúp thầy một cái. Con gái con nhìn mẹ ở khoảng cách nào thấy mẹ rõ nhất, con giữ nguyên khoảng cách đó giúp thầy. Nhìn gương mặt á thấy mẹ rõ nhất, lúc đó rõ chưa? Dạ rồi thầy. Mẹ con nhìn kỹ, đừng có buông mắt rời mắt ra, con nhìn rõ nhất chưa? Dạ Rõ nhất chưa mình con gái? cũng rồi thầy. Dạ rồi thầy. Mẹ bước ra nửa bước giùm đòn, mẹ bước ra lui nửa bước, rồi con gái nhìn vẫn còn rõ không? Dạ Mẹ bước còn thầy. tiếp tục nghe, mẹ lui nửa bước nữa còn rõ Dạ không? Hết còn rõ thì rõ mẹ bước tới, mẹ bước tới một chút xíu rồi con nhìn chi tiết lỗ mũi hay cái gì của mẹ, nhìn kỹ cho thầy. Cái gì mà con cảm thấy mẹ đẹp, mẹ con chứa đựng được mẹ, con nhìn ha. Được chưa? Sau đó mẹ lui lại nửa bước nữa mẹ. Rồi con còn nhìn thấy rõ không? dạ con thầy. Con bước ra nửa, mẹ bước ra nửa bước nữa. Con còn thấy không? Dạ vẫn còn thầy. Bước ra nửa bước nữa mẹ. Còn thấy không? Dạ con thấy nhưng bắt đầu nó hơi mờ mờ Rồi xíu mẹ gần thầy. lại chút xíu, 1/4 bước thôi, để cho con nhìn lại. Rồi thấy chưa con? Dạ rồi thầy. Rồi mẹ bước lại 1/4 bước lại, con nhìn kỹ nghe. Rồi mẹ bước lại 1/4 bước lại. Rồi thấy không con? Dạ con thấy. Gõ không? Không gõ thì mẹ bước lại bước bước nữa, và con chứa đựng cái hình mẹ đó, rồi con mới lui mẹ lui nữa. Con gõ không? Con không gõ, con cứ nói không gõ thôi, không có vấn đề gì. Dạ con quả không có rõ thầy. Không gõ hang hay là Nó gõ? hơi mờ Mẹ bước lại bước nửa bước mẹ. Rồi gõ chưa? mờ. Dạ rồi thầy. Vậy thì con nhìn cái vật gì bên ngoài, đừng nhìn mẹ, cũng cũng khoảng cách bao nhiêu đó, con thấy nó mờ Dạ không? Con thấy có nó thưa thầy. mờ không? Dạ có. Vậy tại sao con nhìn thấy rõ mẹ mà không nhìn thấy cái vật đó, con biết nguyên nhân không? Dạ không thầy. Tại vì con chứa đựng được hình ảnh của mẹ trong tâm trí nên con nhìn là rõ, còn cái vật đó con chưa chứa nên nó mờ. Con đi lại gần con chứa nó cho thầy, rồi con lui ra con nhìn đúng với đúng vị trí đó là con sẽ nhìn rõ. Con nhìn rõ xong con lui ra con nhìn nó sẽ rõ hơn, thấy không? Thấy rõ hơn không? Dạ rõ hơn thầy. Ờ, vậy thì lý do tại sao mắt của con nó không rõ con biết không? Dạ không thầy. Đó là con chưa chứa đựng hết tất cả những cái xung quanh của mình. Nếu con chứa trong tâm trí của mình thì con nhìn thấy xa mấy cây số con cũng nhìn rõ nữa. Nên con chứa đựng con người thì con sẽ thấy rõ người, con chứa đựng vật thì sẽ thấy rõ vật. Trong nhà con muốn thấy rõ cái gì, con chứa đựng nó trong tâm trí của mình, nhìn rõ nó, chứa nó, vài bữa con thấy hết à. Vậy thì mắt của hiện nay của xã hội này, góc nhìn của nội tâm á,
Mắt có vấn đề hiện tại là do con người hiện nay không có chứa đựng được, con người không chứa đựng những vật xung quanh của mình nên từ từ mắt sẽ mờ dần đi hết. Hiểu ý không ạ? À? Bây giờ bắt đầu con nhìn thầy nè, lúc nãy con đeo kiếng để nhìn thầy nha. Bây giờ con nhìn thầy và con chứa đựng thầy nè, từ miệng mặt rồi này kia đó, con nhìn đi, con nhìn gần nhất. Sau đó con đừng đeo kiếng, con đừng đeo kiếng. Hen. Con đừng đeo kiếng, giờ con thấy mờ hay là rõ nè? Nhà con thấy rõ thầy. Rồi vậy thì không đeo kiếng con vẫn thấy rõ mà. Giờ con chứa đựng thầy đi. Nè, đầu cổ mặt mày răng hô đồ của thầy nè, mặt mày nào chứa ai? Con nhìn đi. Cái bắt đầu con sẽ nhìn rõ nè, con bước ra xa chút xíu rồi nhìn thầy. Con bước ra xa đây con. Con bước ra Dạ. xa vẫn thấy rõ không? Dạ con thấy rõ thầy. Con bước ra xa nữa con. Còn nghe nó chưa? Con Được không? Thấy không? thấy. Dạ thấy. Bước gần tí nữa đi. Còn bước nổi không? Dạ nó vướng cái màn màu xanh rồi thầy. À vậy thôi. Nhưng mà còn thấy không? Dạ con thầy. Thấy đặc biệt không? Tự nhiên mấy ngày nay nghe học cái chứa đựng thầy, cái giờ nhìn xa cũng thấy. Nhưng mà đâu đó nhìn vật khác nó mờ liền đó. Có biết không? Ồ, huy diệu chưa? Vậy thì mắt con có vấn đề không? Theo con thì mắt con có vấn đề không? Dạ không thầy. Không, mà bởi vì do mình nhìn nhận bên trong mình, hình ảnh bên trong mình chứa đựng, rồi từ từ mình cũng chứa vậy nên mình nghĩ mắt mình có vấn đề. Chứ nếu con hiểu được điều này vài bữa mắt sáng lắm. Có thể những cái mình không chứa đựng nó mờ chuyện của nó, nhưng khi tôi chứa đựng nó sáng thì bao nhiêu cây số mình cũng biết hết. Có những người thầy người ta hướng dẫn gì đó, cỡ khoảng 6 cây số, 4 cây số còn nhìn thấy rõ nữa. Nên con đừng có cảm giác mắt có vấn đề nữa, xử lý bằng nội tâm của mình trong tương lai ha. Dạ không sai. Rồi biết ơn con gái. Rồi con vô chỗ ngồi đi, hiểu những gì thầy nói rồi đúng không? Dạ rồi thầy. Ừ, thôi giờ đã đeo không đeo kính không là vấn đề nữa. Còn khi nào cần đeo cứ đeo, nhưng thì từ từ mình sẽ không lệ thuộc vào kính nhưng vẫn nhìn rõ. Thì dần dần con mắt con nó sáng rồi lên rồi cái. Rồi bên cạnh đó ha, mình tập mắt, mình bổ sung dưỡng chất, rồi mình làm nhiều cái yếu tố khác nữa ngoài yếu tố nội tâm nữa thì hiệu quả cao lắm. Dạ Mẹ có con thể biết khắc phục, không thầy? mẹ khắc phục cho con cái đó nghe mẹ. Mẹ hiểu dụng ý của Toàn lúc nãy nói hả mẹ? Dạ vâng ạ, em hiểu ạ, em biết ơn thầy ạ. Con biết ơn thầy vì thầy đã gọi con. Biết ơn con gái. Trời ơi dễ Dạ thương em biết quá ơn trời. thầy ạ. Cả nhà hiểu dụng ý của Toàn giao lưu với con gái không cả nhà? Cả nhà hiểu dụng ý của Toàn không ạ? À? Các anh chị biết tại sao mà mình thấy mình nhìn thấy không nhìn thấy chưa? Nguy diệu không? Nội tâm nguy diệu không? Nội tâm nguy diệu không? Nguy diệu lắm đó. À chứ không phải bình thường đâu. Có nhiều khi các anh chị thấy nè, nếu các anh chị chứa đựng ai rồi, người ta chỉ cần thoáng qua thôi các anh chị biết người đó liền không? Rồi, trong bóng tối không có một ánh sáng nào hết, các anh chị chứa đựng đồ vật rồi, ở đâu các anh chị cũng mò tới không? Cả nhà. Thầy nếu các anh chị hiểu nữa thì nó ngon quá. Sao cô Bình à, hỏi gì hay chỗ này sao cô? Em mở Dạ, mic rồi đó. Dạ. dạ em chào thầy, em chào mọi người. Dạ thưa thầy, em hỏi thầy là cái vạn vật có tính không nhưng chưa chắc có tánh không, Không, và có không tánh phải câu không nhưng đó. chắc chắn là có tính không, về cái chữ Dạ tính không, không, tánh không nó phải khác câu nhau không đó. ạ? Không, không, không phải câu đó. Vạn vật có tính không, nhưng chưa chắc nội tâm có tánh không. À chưa chắc nội tâm. Còn nội tâm có tánh không thì lúc đó mình sẽ thấy vạn vật có tính không. Vậy chữ tính và chữ tánh thì nó khác nhau chỗ nào thầy? Là dành cho vật chất bên ngoài thông thường, mình phải phân biệt như vậy để mình có thể đó. Còn tánh nó dùng cho nội tâm của con người.
À, thưa thầy, em hỏi điều thứ hai nữa là đấy thầy nói là chứa đựng ạ. Cái Mấy gì cái bài đó mình chưa học tập, tại vì con gái có cơ hội lên đó, mình nói trước vậy đó, nên mình nghe đúng chỗ này thôi, không hiểu gì đó người lớn nghe không hiểu gì đó chỗ này thì gõ gõ thôi, còn không có hỏi gì hết ngoài này trơn, tại vì mình còn vô nội dung học tập, tại lâu lâu các con lên nên toàn giao lưu chút xíu để con hiểu được cái tính không mà. dạ vâng ạ. À, còn hỏi gì thêm á, là mấy ngày tới nó làm rõ hết à, nên cô không cần hỏi thêm. Dạ. Dạ biết ơn thầy, dạ biết ơn mọi Mấy người. ngày tới gõ, cứ cần kiên nhẫn hay gõ. Còn chuẩn bị vô nội dung khác, hen cả nhà. Biết ơn cô. Dạ vâng. Này sao đẹp gái quá trời, đẹp gái mà. Dạ. Này các anh chị hen. Rồi. Chị thì bắt đầu các anh chị hiểu nội tâm có trạng thái âm, trạng thái dương và trạng thái cân bằng rồi ha. Các anh chị thống nhất ha. Được ha. Rồi bây giờ bắt đầu các anh chị ghi. Anh chị ghi giúp toàn. Ba khối có nghĩa là bên trong mình có chứa ba khối nữa, đó là khối ác đức, khối phước đức và khối công đức. Ác đức, phước đức và công đức ha. Rồi. Ba khối ác đức, phước đức và công đức. Bắt đầu mình hiểu khái niệm ha. Mình hiểu khái niệm và bắt đầu toàn trả hỗ trợ cho các anh chị ha. Rồi. Ác đức. Ác đức tương ứng với điện từ âm, tương ứng khối ác đức tương ứng với điện từ âm. Mình dùng cái từ ác đức thì nó nặng quá, nhưng bản chất đối với điện từ nó là đại diện cho điện từ âm. Khối ác đức á, tương ứng với điện từ âm. Khối ác đức tương ứng với điện từ âm. Khối ác đức tương ứng với điện từ âm. Được tích tạo. Được tích tạo. Được tạo ra chứ, xin lỗi các anh chị, được tạo ra khi làm cho người khác đau khổ. Được tạo ra khi làm cho người khác đau khổ. Được tạo ra khi làm cho người khác đau khổ. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Khi khối ác đức khởi tạo, đời sống con người bất như ý. Khi khối ác đức khởi tạo, đời sống con người bất như ý. Có nghĩa là khi nào khối ác đức khởi tạo thì người đó sẽ gặp chuyện bất như ý. Vậy thì đồng nghĩa với khi ai gặp chuyện bất như ý thì có nghĩa là gì cả nhà?
cái khối điện tử âm nó bắt đầu nó trỗi dậy à, nên mới gặp chuyện bất như ý. Được chưa? Nếu mình nhận thức như vậy thì đơn giản lắm. Nếu nhận thức vậy thì giải quyết đơn giản lắm. Mình đưa trạng thái về cân bằng, sau đó mình tích lũy khối điện từ dương vô thì nó chuyển. Còn nếu mình nói trời ơi, tại sao mà tôi có chuyện này chuyện kia vậy, mình bắt đầu mình không dùng khoa học chút xíu, mà mình nói trời ơi ác đức nó tích, rồi nó ra cái gì rồi sao chịu nổi rồi này kia, thì bắt đầu quán trách thêm thì càng ngày càng âm thêm. Mình cứ hiểu khối ác đức thì bên nhà Phật có người ta có nói gì thì mình cũng hiểu nó là một dạng điện từ âm. Vậy thì anh chị cứ hình dung các hạt phước, hạt công đức và hạt ác đức, cứ hàng ngày cứ nó tích hạt hạt vô, tích hạt từ 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 thì tạo thành một khối như vậy đó, được không? Thì ai đó làm cho người khác đau khổ thì sao ạ? À? Thì sao cả nhà? Thì tích cái hạt gì ạ? À? Tích hạt, hạt điện từ âm. Còn ai làm cho người khác chút xíu chúng ta hiểu về phước đức thì chúng ta sẽ biết. Vậy thì khi cái đó nó khởi tạo, khối khối đó nó khởi tạo lên thì đời sống con người bất như ý. Được hen? Rồi. Các anh chị ghi, phước đức tương ứng với điện từ dương. Phước đức tương ứng với điện từ dương. Phước đức tương ứng với điện từ dương. Được tích tạo, được tích tạo, được tích tạo khi làm người khác, khi làm người khác vui vẻ, hay nói cách khác được tích tạo khi làm người khác vui vẻ, hay nói cách khác là thỏa mãn tham tưởng của con người về tài sắc danh thực thùy. Hay nói cách khác là thỏa mãn tham tưởng của con người về tài sắc danh thực thì. Khi khối phước đức chứa trong vỏ bọc tánh người, 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 chứa trong vỏ bọc tánh người. Khi khối phước đức khởi tạo, đời sống con người như ý. Khi khối phước đức khởi tạo, đời sống con người như ý. Khi khối phước đức khởi tạo, đời sống con người như ý. Có nghĩa là khi chúng ta có cuộc sống như ý thì có nghĩa là các anh chị đang hưởng sao ạ? Đang hưởng phước. Được chưa? Theo các anh chị hàng ngày trong cuộc sống á, việc mình có cơm ăn ba bữa, có chỗ nghỉ ngơi, có chỗ ăn uống, có chỗ nghỉ ngơi, có chỗ làm việc, được người con người yêu thương, theo các anh chị chúng ta đang xài các hạt phước không? Theo cả nhà, theo cả nhà là mình có xài hạt phước không? Xài hạt phước á,
Vậy thì nếu ai đó chỉ biết xài thôi hạt phước mà không biết tích tạo thì theo các anh chị chuyện gì xảy ra? Hết phước mà hết phước là điện từ dương hết thì điện từ âm sao ạ? À? Nó sẽ trỗi dậy. Nên là khi con người có phước thì họa họa nó hạn chế đến lắm. Vậy thì khi điện từ còn trong con người dương thì sẽ hạn chế cái âm. Mà phước báo của con người với ác đức phước đức á, nó không phải đều hết trơn tất cả, nó theo khía cạnh của cuộc sống. Có người á, thì có phước đối với tài chính nhưng mà thiếu phước bên hôn nhân gia đình. Có người á, có phước đối với hôn nhân gia đình là có phước với con cái nhưng mà thiếu phước với chồng. Nên là vướng mắc ở ông chồng nhiều nhưng mà đối với con á, thì lại hài lòng tốt. Thì nên là đa dạng lắm. Con người chúng ta rất là đa dạng phước báo khắp nơi. Nếu không phải trọn vẹn luôn, không phải đời người là tốt hết mọi việc. Nhưng mà nếu chúng ta biết nó, chúng ta tích lũy phước báo trong trọn vẹn tất cả các khía cạnh, thì khi đó từ hôn nhân gia đình đến sức khỏe, đến sắc đẹp, đến tài chính, đến mọi cái, chúng ta đều có thể tích lũy dần 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 tích phước, thì đời sống con người mình hướng đến giàu toàn diện luôn á. Nếu chúng ta sao ạ? À? Chúng ta biết cách. Còn thông thường để tự nhiên thì con người không để ý tới cái này. Được không? Các anh chị nắm ý tôi nói không? Nên có nhiều người có phước lắm trong cái hôn nhân gia đình nhưng mà lại không phước trong làm ăn kinh doanh. Có người có phước đầu tư bên bất động sản nhưng có số người chạm vô cái thất bại. Có người có phước bên mảng đầu tư tài chính. Trời ơi, thấy người ta đầu tư tài chính mình mừng, cái mình chen vô cái nó gãy. Thì mình phải hiểu là gì? Chúng ta ngày tới nữa chúng ta học về tổng nghiệp á, chúng ta mới hiểu hết cái này. Nhưng cơ bản là chúng ta hiểu được cái điện từ âm dương như vậy. Vậy thì hàng ngày mình được người ta yêu thương, người ta kính trọng, người ta quan tâm, người ta lo lắng, thì theo các anh chị là chúng ta có hưởng hạt phước không cả nhà? Theo các anh chị có hưởng hạt phước không, hạt phước không hưởng á? Vậy thì cuộc sống thông thường thì con người mình đang tiêu hao các hạt phước. Vậy thì mỗi ngày trôi qua, nếu chúng ta biết cách tích lũy hạt đó thì chúng ta xài nó không bị hao. Mà các anh chị ghi giúp toàn nữa, phước báo phước đức á, phước đức tạo tích đủ sẽ nảy chồi phúc phận. Phúc đức tạo tích đủ phúc tác chứ lộn, xin lỗi các anh chị đọc lộn, phúc tác tạo tích đủ sẽ nảy chồi phúc phận. Có nghĩa là một người tích lũy về phước báo á mà họ biết giữ nó cái dần 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 đủ lại đủ ngưỡng á, đủ lượng thì sao ạ? À? Nó sẽ chuyển thành chất. Nhưng mà con người mình không biết nên trong quá trình làm sao mới tích cho một chút cái mình hưởng, tích cái hưởng tích thưởng thì qua thời gian phúc phận nó không đổi được không? Cả nhà hiểu ý còn vừa chia sẻ không ạ? Rồi thầy cho em hỏi, ví như một người không yêu một người làm cho người kia đau khổ, chẳng hạn người đau khổ là yêu đơn phương thì có phải là tạo ác đức không? Thì cái đó thì mình tích điện từ âm mày đối với người đó cũng tạo ác đức chứ, nó cũng có nhân duyên riêng của nó. Những ngày tới chúng ta học về tổng nghiệp các anh chị sẽ hiểu cái đó sau. Mình tạo ác đức trước khi sự việc đó xảy ra chứ không phải là tạo ác đức khi sự việc đó xảy ra mới có ác đức. Tại vì chúng ta đã tích lũy cái đó trước rồi nên sự việc đó nó mới xảy ra. Thì những ngày tới chúng ta học chúng ta hiểu sao. Rồi phúc tác tạo tích đủ,
mới nãy trời phúc phận. Câu này nhắc nhở cho những ai mà đang giúp đỡ người khác á, nhắc nhở á, cho những ai đang đang tạo phúc á, thì lúc thời điểm đó mình sẽ tích lũy đủ à, mình đừng ham hưởng phước quá, thì lúc đó nó mới phúc phận mình mới đổi đó. Vậy thì làm sao để tích tạo phước báo đây? Thì thông qua bố thí mình sẽ tích tạo. Ngôn ngữ á, của dân gian á, thì là cho đi. Ngôn ngữ của dân gian thì cho đi là tạo phước. Ngôn ngữ của khoa học á, là tạo giá trị. Tạo giá trị thì tạo phước. Còn ngôn ngữ của bên tôn giáo tín ngưỡng thì được gọi là bố thí. Ba ngôn ngữ này không khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta bị đồng hóa khái niệm thì chúng ta thấy cái chữ bố thí hình như nó không đẹp hay sao ạ? À? Các anh chị có bị vướng mắc với từ bố thí không? Dân gian trong cuộc sống xã hội giờ nói ừ, như nó bố thí cho tôi vậy đó, thì các anh chị có bị dính mắc với từ bố thí này không ta? Không có ha, không có thì không sao, còn nếu ai có thì hãy nhớ gì nè, theo các anh chị thì bên đạo Phật á dùng cái từ bố thí để dùng nó thường xuyên đúng không cả nhà? Và một bậc giác ngộ dùng cái thuật ngữ bố thí để đại diện cho cái việc bố thí pháp á. Vậy thì từ này không phải là từ tiêu cực, mà bản thân của từ bố thí á là người cho đi á không biết mình cho đi, còn người nhận á cũng có thể không biết mình nhận nữa, nên cái từ bố thí này nó một cái trạng thái năng lượng nó rất là đẹp, nó rất là tốt. Cho đi còn thấy nặng nề, tạo lập giá trị cần phải có thêm thời gian. Nhưng mà đối với bố thí á, thì nó cũng không có gì được gọi là cao xa chứ. Ví dụ ha, chúng ta có thể nhãn thí nè, nhãn thí nè. Nhãn thí á, là có nghĩa là mình bố thí gì ạ? À? Bố thí nụ cười. Rồi nè, có nhãn thí nè, là bố thí ánh mắt. Nhìn thân thiện con người. Có ngôn thí là bố thí lời nói, mang lại sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ cho anh ta. Được chưa? Bố thí là với chia sẻ là không phải ngang à. Rồi, nhan nhãn là ngôn tâm nè, là tâm thí, bố thí, lòng biết ơn nè. Phòng thí là bố thí lòng bao dung. Thân thí là bố thí hành động nhân ái. Và tọa thí là bố thí vị trí ngồi. Vậy thì con người mình tích phước báo khi mình bố thí. Nhưng mà không phải chỉ có tiền thì chúng ta mới có thể tạo phước báo, mà thông qua chúng ta bố thí nụ cười nè, bố thí ánh mắt, bố thí ngôn lời nói, bố thí cái lòng biết ơn, bố thí lòng bao dung, bố thí hành động nhân ái và bố thí vị trí ngồi. Thì những ngày tới các anh chị sẽ được học tập những cái này sau. Nghe. Đó là bảy bố thí quan trọng đời người. Ở đây tâm chương có nói khi con làm việc bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm nè, là làm trong âm thầm nè, đó đó đó, có nghĩa là nhiều khi Toàn các anh chị nhận cái nụ cười của Toàn nè, cái nhan thí của Toàn, nhãn thí của Toàn, nhiều khi Toàn cũng không biết Toàn đang bố thí nữa, và các anh chị nhận á,
cái sự vui vẻ vô đây, các anh chị vui vẻ thoải mái, con số người nói vô đây học cười suốt vui vẻ à, chúng ta còn không biết chúng ta đang được nhận bố thí nữa. Theo các anh chị thuận duyên còn có tích được phước báo không cả nhà? Theo các anh chị thuận duyên còn có tích được phước báo không, được không cả nhà? Rồi còn có dùng ngôn thí nè, mang lại vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ nè, có sự khẳng định, xây dựng nè, có khen ngợi, khích lệ nè, đúng không? Có bố thí lòng biết ơn với các anh chị nè, sự trân trọng biết ơn nè, bố thí lòng bao dung nè. Chúng ta đang hỗ trợ cho các anh chị thấu hiểu nội tâm cũng là một hành động nhân ái đó chứ. Rồi toàn chuyển giao cho các anh chị về gì à? Về trở thành người tư vấn huấn luyện nội tâm cũng có phải là tọa thí không? Thì thuận duyên mình tích phước báo. Hiểu ý này không ạ? Vậy thì toàn có cho tiền các anh chị không? Không, nhưng mà bố thí được không? Được. Vậy thì không phải chỉ có tiền mới đại diện cho việc chúng ta bố thí. Nên cái câu chuyện này nó xuất phát từ một người nông dân. Cái người đó cần mẫn trong cuộc sống lắm, nhưng mà cuộc sống vẫn nghèo khổ, nên mới tìm một cái người thầy hỏi coi lý do tại sao mà mình nghèo á. Thì cái người đó nói những người giàu có là do người ta có phước báo mà người ta giàu, ta có phước mà người ta giàu. Nói vậy thì làm sao để tôi có phước? Họ có phước là từ đâu? Do họ bố thí mà có phước. Nói vậy thì tôi nghèo, tôi đâu có tiền để bố thí, mà không có tiền bố thí thì không có phước, mà không có phước thì cuộc sống không thay đổi, không có giàu. Thì cuộc sống người nông dân mà lây quay xoay quanh gì đó, thì họ suy nghĩ như vậy. Thì cái người thầy đó nói không phải chỉ có tiền, mà nếu ông làm được 7 bố thí này thì đời sống của ông sẽ thay đổi. Thì từ đó có khái niệm 7 bố thí quan trọng của đời người á, là nhan thí, nhãn thí, ngôn thí, tâm thí, phòng thí, thân thí, tọa thí. Gọi vắn tắt nè: nhan, nhãn, ngôn, tâm, phòng, thân, tọa. Thầy ơi, 7 bố thí có mức độ, cấp độ để tạo phước không thầy? Có mức độ, cấp độ của nó hết à. Khi chúng ta học thì chúng ta sẽ hiểu, nhưng các anh chị có khái niệm trước đi. Các anh chị ghi vô giúp toàn ơi. Đó là thông qua bố thí thì tích tạo phước báo. Được không? Các anh chị ghi câu đó vô đi. Thông qua 7 bố thí tích tạo phước báo. Trong có hành động nhân ái nè, là thân thí nè. Thân thí cũng có thể lấy tiền bạc, tài vật, tiền vật đưa vào thân thí cũng được. Dạ. Có nghĩa là mình thông qua bố thí á, thông qua bố thí mình tích tạo phước báo. Các anh chị cũng lấy những cái điều này, các anh chị bố thí cho nhiều người lắm đó chứ. Nên trẻ em á, các anh chị có biết các con á, biết làm sao mà các con không làm gì mà cuộc sống các con tốt nhất không? Các anh chị có biết các con không làm gì trong trong gọi là đi làm á, mà cuộc sống của các con là tốt nhất trong nhà không? Cả nhà có ai để ý cái đó không? Các con đều có 7 bố thí trong con người các con hết á, các con luôn bố thí. Ai đã từng được con mình khen đẹp vậy? Đây con là những lời nói mà các anh chị tan chảy trái tim vậy hả cả nhà? Các anh chị ai đã từng đón nhận được cái sự trân trọng biết ơn của con đối với mình không? Có không? Các anh chị tự nhận cái sự biết ơn của con đối với mình không? Ai đã từng là con muốn giúp đỡ mình cái này cái kia không trong nhà? Ồ, nhiều cái lắm đó chứ. Nhưng mà lớn lên dần á, cái mình giảm bố thí đi, đặc biệt là nụ cười, ánh mắt. Các bạn nhỏ ánh mắt chứa đựng,
chứ đừng con người cao hơn cả nhà. Cả nhà ánh mắt chứa đựng lắm đó chứ. Nên bản thân chúng ta tìm hiểu bảy bố thí quan trọng của đời người để quay trở ngược lại làm giống như trẻ vậy đó. Có cái người nụ cười, ai đây thấy đứa trẻ cười giật thịt luôn không? Thịt nó giật á. Con nhỏ xíu mấy tháng tuổi mà cười ra trời, nhớ nhớ tất cả các đứa con cười toàn đều nhớ hết. Mấy ổng mấy bà cười là thích. Không? Nụ cười. Được ha. Tới công đức nha cả nhà. Công đức tương ứng với điện từ quang, điện từ cân bằng. Công đức công đức tương ứng với điện từ quang, điện từ cân bằng. Dạ. Được tích tạo khi giúp người khác nâng tầm nhận thức nội tâm. Được tích tạo khi giúp con người nâng tầm nhận thức nội tâm. Được tích tạo khi giúp con người nâng tầm nhận thức nội tâm. Nâng tầng bậc trí tuệ. Được tích tạo khi giúp con người nâng tầm nhận thức nội tâm. Nâng tầng bậc trí tuệ. Được tích tạo khi giúp con người nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ. Dạ. Theo hệ quy chiếu của nhà Phật, giúp con người giác ngộ giải thoát, tích tạo công đức. Theo hệ quy chiếu của nhà Phật, giúp con người giác ngộ giải thoát, tích tạo công đức. Chứa trong vỏ bọc tánh chân thật. Chứa trong vỏ bọc tánh chân thật. Chứa trong vỏ bọc tánh chân thật. Công đức tương ứng với điện từ quang, điện từ cân bằng. Được tích tạo khi giúp con người nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ. Theo hệ quy chiếu của nhà Phật, giúp cho con người giác ngộ, giải thoát, tích tạo công đức. Được chưa? Chứa trong vỏ bọc tánh. Chứa trong vỏ bọc tánh. Tánh chân thật. Được hang. Dạ. Khi khối công đức khởi tạo. Khi khối công đức khởi tạo. Con người khai mở trí tuệ. Khi khối công đức khởi tạo, con người khai mở trí tuệ. Khi khối công đức khởi tạo, con người khai mở trí tuệ.
Vậy thì hạt hạt cái hạt công đức á, nó không có giúp cho con người có đời sống tốt đẹp gì về vật chất hết trơn. Không, cái hạt công đức không giúp gì cho đời sống gì chứ. Mà càng có công đức thì trạng thái nội tâm đơn giản để sao ạ? À? Cả nhà. Trạng thái nội tâm đơn giản để cân bằng. Trạng thái nội tâm đơn giản để cân bằng. Và khi mà càng con người ngày càng có công đức á, thì những người có công đức thì họ đơn giản để vượt thoát. Giống như là giống như các anh chị học tập thời gian á, ai ở đây á, các anh chị để ý nè, tự nhiên cái những hình ảnh tiêu cực về người thân yêu của các anh chị á, trong một tích tắc nó tan đi. Có ai có chuyện đó xảy ra không? Khi học thời gian á, tự nhiên những hình ảnh tiêu cực về bản thân, tiêu cực về cuộc sống nó tan đi, thì phước đức nó không làm được cái đó. Phước đức nó không làm cái đó. Phước đức nó không làm cái đó. Công đức nó mới làm được. Thì nên là gì? Các anh chị vào môi trường này, các anh chị không trực tiếp. Các anh chị không trực tiếp. Các anh chị giúp cho người ta nâng tầm nhận thức nội tâm. Nhưng có phải các anh chị giới thiệu một số anh chị vào đây không? Nhiều khi mình học không hiểu nhưng ta vô đây người ta học hay quá có không? Rồi các anh chị biết á, các anh chị giới thiệu được một người mà họ có niềm đam mê về nội tâm và họ muốn xác định trở thành người giống như Toàn, đi lan tỏa giá trị về nội tâm cho nhiều con người, thì theo các anh chị thuận duyên trong tương lai các anh chị có một chút công công đức không? Cả nhà. Rồi các anh chị phí tì tâm của các anh chị vào vào công ty, các anh chị đừng có cảm giác nó là sao ạ? À? Đừng có cảm giác nó là tiền ít tiền nhiều nghe, mà là gom lại luôn cả xã hội, cả cộng đồng, thì cái lượng tiền đó chúng ta sẽ vận hành được cái cỗ máy, chứ không phải đừng có xem thường nó. 50.000, 30.000, 70.000, sức mạnh khủng khiếp đó mà. Nên các anh chị đừng có nghĩ là phải tiền bạc phải nhiều mới có thể làm được nghe. Đừng suy nghĩ như vậy. Đó là một dạng đền đáp tiếp nối. Các anh chị học tập, các anh chị nhận thấy giá trị. Các anh chị thì tâm. Thấy vậy chứ chúng ta bắt đầu vận hành, vận hành, vận hành. Sau này toàn đại diện cho trẻ em của quốc gia này á. Biết ơn các anh chị á. Tại vì tất cả những dự án của các con trong tương lai á, nó được ươm mầm từ những giây phút này. Toàn nuôi dưỡng đội ngũ, đào tạo ra nhân tài. Trong 5 năm này là nhờ phí tì tâm của các anh chị mà Toàn đào tạo ra nhân tài, gánh vác những cái vị trí, những cái điều tốt đẹp cho trẻ trong tương lai hết đó chứ. Nên á, là nhìn hình tướng vậy đó. Chứ đừng nghĩ đồng tiền lớn nó mới tạo được công đức hay phước đức, mà nó là một hành động nhân ái á, từ cái thiện tâm chúng ta muốn đền đáp tiếp nối á, thì nó tạo ra giá trị mạnh hơn rất nhiều so với việc chúng ta dùng đồng tiền lớn nhưng chúng ta dùng cách vô tri không có để ý tới nó. Hiểu ý nào không ạ? Nên chúng ta hoàn toàn có thể tạo được giá trị. Rồi xong thuận duyên, một số anh chị có tài chính đồ này kia eo hẹp, không có tùy tâm này kia, thì tại sao thấy được chương trình tốt thì mình giới thiệu cho người khác, có ai đóng đồng này tiền nào trước khi học đâu hả? Có phải không? Vậy thì người ta nhận giá trị, các anh chị đâu có mất mát điều gì nếu người ta vô học ta không có, nếu người ta chỉ có thời gian người ta dành thôi một chút xíu thôi, thì nhiều khi người ta nhận được sự chân thật nơi chính mình, nâng được tầng bậc trí tuệ. Thì các anh chị ghi chỗ công đức mà chỗ nâng được tầng bậc trí tuệ á, các anh chị ghi giúp Toàn bậc 3.
có nghĩa là giúp cho con người nâng được trí tuệ bậc ba thì mình mới có công đức. Mùa Covid được rồi á, vừa rồi mình chọn giải pháp các lớp học á, tại sao phí tỳ tâm là bởi vì mùa Covid vừa rồi, tại vì Covid vừa rồi ai cũng thiếu thốn và khó khăn trong tài chính thì các lớp học được sanh ra, thì từ đó chúng ta nó mình có được tài chính ngưỡng sao mình làm, thì từ 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 cái mọi người hưởng ứng tốt tuần giữ nguyên luôn để nuôi dưỡng cái nguồn năng lượng, tại vì thức sinh mệnh của quýt là sự chuyển hóa của các anh chị, thức ăn của quýt là nguồn năng lượng an vui bao dung trân trọng biết ơn, đây là cách mà chúng ta nuôi dưỡng nguồn năng lượng trân trọng biết ơn, nên đồng tiền mà quýt nhận về là đồng tiền của sự trân trọng biết ơn, các anh chị có biết cái đó không ạ? Cả nhà, đồng tiền mà tùy tâm của chúng ta có phải là đồng tiền từ nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn không cả nhà? Các anh chị thấy không? Ngon không? Các anh chị không ngại là bởi sao biết không? Còn nói cho các anh chị bí mật nghe. Nếu nói đường nào thì quýt cũng có lợi thì các anh chị nghĩ sao? Ví dụ nghe. Giá trị của quýt tạo ra rất là nhiều mà tài chính nhận về ít, không đủ cái sự vận hành, thì theo các anh chị quýt may mắn không cả nhà? Cảm thấy như vậy chúng ta may mắn không? May mắn bởi vì chúng ta được tích phước, đúng không? Nhưng mà nếu nhận tài chính về nhiều hơn cái sự vận hành thì theo các anh chị chúng ta rất may mắn không? Rất may mắn thì chúng ta dùng đồng tiền tạo giá trị tiếp, thì đường nào thì chúng ta cũng sao ạ? Cũng chiến thắng trên cái con đường đi tùy tâm này. Hiểu được không ta? Nếu chúng ta lấy hệ quy chiếu là phước đức công đức làm nền tảng, còn nếu làm tiền làm nền tảng thì sao? Nếu lấy tiền làm nền tảng thì sao? Thì sao được, các anh chị tự ra đi, các anh chị nói chuyện kêu người ta nó đưa phí tùy tâm đi, các anh chị trông đợi tiền các anh chị chết luôn á, có nhiều mentor master ra phí tùy tâm, trong khi đó hàng ngày trong cuộc sống họ làm họ kiếm tiền mấy trăm triệu cả tỷ, cái họ đi làm ra ngoài phí tùy tâm á có 1-2 triệu thôi mà trời ơi họ mừng khủng khiếp, họ mừng bởi vì đồng tiền về từ cái sự trân trọng biết ơn của con người á, mà giá trị mình bỏ ra nhiều hơn mà mình nhận lại tài chính ít á là mình tích phước báo, còn khi mình bỏ ra công sức của mình cảm giác mình bỏ công ít ít nhưng mà giá trị mình nhận lại nhiều thì các anh chị tranh thủ lấy đó tạo giá trị tiếp, hiểu không ạ? Thì khi bắt đầu đưa ra cái phương hướng này á, đây là một trong những mà người ta thấy tổ chức đào tạo quyết liều ngang, ai cũng nói với Toàn sao có thể sống được, kiểu sao Toàn nói sao sống không được, sống bằng năng lượng mà sao sống không được. Hiểu được không ta? Con số người hỏi sao sống, sống kiểu sao cũng sống chứ sống sao. Toàn đến chia sẻ thêm cho chúng ta, nhưng mà có những nội dung rất là hay và cần thời gian nhiều hơn, mà thời gian của Toàn thì buổi tối ngày hôm nay không nói thêm cho các anh chị được nữa, nên là tối ngày hôm nay chúng ta nắm bắt tới đây, ngày mai chúng ta sẽ học cái gì tổn hại đến phước báo của chúng ta biết cách làm sao đưa ánh sáng vào, song song đó chúng ta sẽ tìm hiểu sâu một số nguyên lý quan trọng để các anh chị có thể hiểu được
tầm quan trọng của công đức phước đức đối với cuộc đời của con người chúng ta. Được khen cả nhà. Nên tối ngày hôm nay Toàn xin phép các anh chị tới đây chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện này ha. Rất là biết ơn cả nhà, Toàn xin mở micro để chào các anh chị. Biết ơn thầy. Biết ơn thầy. Biết ơn thầy.